Chương 161 Linh đường yên tĩnh, chết lặng Phương pháp gọi La Lâm rời giường mỗi sáng Thử trăm lần đều được trả trăm Nhưng ngày hôm nay lại không có hiệu quả La Lâm vẫn yên tĩnh như đang ngủ say Chỉ có điều so với ngày thường đã thiếu đi tiếng ngáy Khải tác tư nhìn chu lễ tư chép miệng Lông mày nhướng lên liếc mắt về phía càng kình chu lễ tư thấy càng kình không nhìn mình Kích động ban đầu càng bùng lê Hai cơn giận giữ chồng lên nhau dũng khí đột nhiên tăng lên. Mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén, ông hài tử bước tới một bước, lông mày dựng thẳng. Càng kinh, ở đây còn chưa tới phiên ngươi. Càng kinh đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào chu lễ tư. Phu phu. Chu lễ tư đặt mông ngồi trở lại chí ghế sau lưng nàng, tim đập loạn thân thể không ngừng run rẩy, há hốc miệng một câu nói không nên lời, sợ hãi nhìn càng kinh, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Chu lễ tư chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mắt hung bạo như vậy, giống như trong đêm đen đối mặt với trăm nghìn tên ma tộc đang cầm chiến đao vung lên, toàn thân nhiễm bốc lên mùi máu tươi gây mũi. Đáng sợ! Chu lễ tư không khống chế được thân thể run lên cầm cập. Trong nháy mắt khi đối diện, nàng có thể bảo đảm, chỉ cần mình nói thêm một chữ, càng kinh sẽ ra tay vặn gãy cổ nàng, xem nàng như phế vật ném ra khỏi cái nhà này. Càng kinh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve linh cửu chậm rãi di chuyển hung quan trong ánh mắt khi nhìn sang người la lâm, đã khôi phục sự đau thương nhàn nhạt. Linh cửu cũng không tính là quá lớn. Càng kình đi quanh linh cửu được nửa vòng, trên đường phía trước xuất hiện chướng ngại vật. Khải tác tư căm phẫn trừng mắt nhìn càng kình. Nam nhân này khiến hắn vừa hận, vừa giận suốt hai năm qua. Có lúc buổi tối gặp ác mộng thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Chân hắn vẫn như lúc trước, đạp lên trên linh cửu của La Lâm tất cả lực chú ý đều bị càng kình thu hút, thậm chí đã quên chân của mình đặt ở vị trí nào. Hai năm. Mỗi lần gặp ác mộng đều là về người này. Khải tác tư nhìn chầm chầm vào càng kình, khóe môi không tự chủ được cong lên, cười khẽ. Ngày hôm nay cuối cùng hắn có thể kết thúc cơn ác mộng trong suốt hai năm qua. Vốn không có lý do nào thu thập hắn, không nghĩ tới hắn lại tự nhiên tới cửa. Hai năm trước ta có thể sợ ngươi. Nhưng hiện tại... Hừ nụ cười trên khóe môi khải tác tư thoáng biến thành nhe răng, cầm hơi nâng lên nhìn càng kinh. Hắn âm thầm may mắn lần này mình đã cầu xin gia tộc cho mình nhận phần việc này. Lần này không chỉ có thể đoạt được tất cả gia sản của La Gia, lập được đại công vì gia tộc mở rộng thế lực của mình ở thành áo khắc lan, đồng thời còn có thể mượn lực lượng của gia tộc, giáo huấn cho đối thủ đã ghi hận hai năm này. Khải tác tư cười, khóe mắt liếc mắt nhìn chiến sĩ ngồi uống trà cách đó không xa lần này gia tộc không chỉ phái ra tên chiến sĩ thập cấp này, thậm chí còn phái hai chiến sĩ hàng ma và một ma pháp sư vào thành. Đừng nói một càng kình đã biến mất hai năm, cho dù hắn vẫn luôn ở trong hệ chiến sĩ của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan tiến hành tu luyện, ở trước mặt thế lực khải gia lớn mạnh như vậy, chẳng qua cũng chỉ nhỏ như một con kiến mà thôi. Khải tác tư giơ tay lên xoa cái mũi chim ưng của mình. Trên nét mặt giữ tợn hiện lên vẻ kiêu ngạo không nói nên lời. Càng kinh, ngươi cho rằng nơi này vẫn là học viện hai năm trước sao ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi đối với ta thế nào sao lần này khải gia chúng ta dẫn đến hai chiến sĩ hàng ma còn có vị chiến sĩ thập cấp này chiến sĩ ngồi ở trên ghế uống trà hơi ngửa đầu giữa hai lông mày lộ vẻ khinh miệt cao ngạo gần như bố thí nhìn lướt qua càng kình sau đó lại chú ý tới chén trà trong tay hắn trong lòng bốn gã chiến sĩ đang cảnh giác khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng xuống nghĩ thầm mình thực sự quá nhát gan cậu ấm khải tác tư nói rất đúng lần này khải gia liền một lúc phái ra hai chiến sĩ hạng ma trong đó còn có một ma pháp sư cùng với vị chiến sĩ thập cấp này chỉ cần dưới điều kiện thủ pháp cho dù là thành chủ và người bảo vệ thành thị cũng không có biện pháp nói được gì huống gì là một học viên chiến sĩ nho nhỏ trên khuôn mặt tươi cười của khải tác tư lại hiện lên vẻ đắc ý ngoại trừ những người ở đây ra khải gia thậm chí mời được một chiến sĩ huyết mạch hỗ trợ chỉ là loại chuyện này không cần nói cho đám thuộc hạ cấp thấp. Chuyện nơi đây vốn có không liên quan gì tới ngươi. Khải tác tư nghĩ đến gia tộc, dũng khí trong lòng liên tục bành trướng. Hắn giơ ngón tay lên chỉ về phía mũi càng kình. Ngươi đã tới. Mắt càng kình liếc nhìn cái chân đạp ở trên linh cửu của La Lâm, hai mắt đang nhàn nhạt, nhạt đau thương, lông mày chợt nhíu lại, nhưng không hề có ý muốn dừng chân. Bốn gã chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác được có điểm không đúng dưới chân bọn họ vừa muốn phát lực, chân càng kình bỗng nhiên dơ lên thật cao, sau đó nặng nề đạp xuống, giống như một cái rìu chiến, hung hăng chém vào đầu gối của cái chân khải tác tư đang đạp trên linh cửu. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vung chợt vang lên, trong linh đường yên tĩnh, nghe chói tai đến lạ thường. Chân càng kình ngay cả cọc gỗ to nửa thước còn có thể dễ dàng đá gãy, đầu gối của khải tác tư làm sao có thể chịu nổi. Tiếng xương cốt vỡ nát giống như vang lên ngay bên tai, thân thể khải tác tư mềm nhũng hai tay ông cái chân gãy đã xoay ngược lại hoàn toàn theo hướng ngược hẳn với chân trái. Hắn liên lục lăn lộn trên mặt đất liên tục lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng kêu gào những tiếng thảm thiết, thê lương giống như lợn bị chọc tiết. Sắc mặt càng kinh giống như lúc đầu bình tĩnh, lạnh như băng. Nhìn khải tác tư lăn lộn trên mặt đất, hắn hoàn toàn không biến sắc. Có lẽ đang ở trong linh đường, giọng nói của hắn càng trở nên cả âm trầm khủng khiếp hơn. Chỗ ngủ của La Lâm, chân bẩn của ngươi cũng có thể chạm vào sao? Bốn gã chiến sĩ đều ngây dại. Người này xuất thủ chẳng những quá đột đột, quan trọng hơn là quá tàn nhẫn, bình tĩnh. Không nói một tiếng nào đã trực tiếp xuất thủ, đánh nát hoàn toàn xương bánh chè của người ta, bộ dạng còn hoàn toàn không quan tâm. Tình cảnh như vậy đã có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Bốn gã chiến sĩ ngay người không thể tin được chuyện mình nhìn thấy trước mắt. Bọn họ nhìn nhau, thấy được người kia cũng không thể tin được. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự điên rồi sao? Vừa rồi hắn không nghe thấy cậu ấm khải tác tư nói cái gì sao? Lần này vì khải gia muốn tiến vào thành áo khắc lan, đã bỏ ra tiền vốn lớn. Một chiến sĩ thập cấp, hai chiến sĩ hàng ma. Chiến sĩ hàng ma. Đối mặt với thế lực như vậy, thậm chí cũng không nói một câu, trực tiếp nhất chân liền hoàn toàn đánh nát đầu gối người ra. Xương cốt tới tuổi này đã định hình, Hiển nhiên cả đời này không có cách nào phục hồi như cũ. Hắn biết mình đang đối phó với người nào không? Khải Tác Tư là ma tộc sao? Ra tay lại có thể dùng từ hung tàn để hình dung. Chiến sĩ đang ngồi ở trên ghế trước sau nhàn nhã uống trà, tiện tay ném chén trà lên bàn, hai tay chống vào tay ghế chậm rãi đứng lên, đưa tay cầm trường kiếm vẫn đặt trên mặt bàn đi tới trước mặt Càng Kình. Ánh mắt bất mãn nhìn Khải Tác Tư đang thống khổ đau đớn. Lúc này hắn mới nhìn về phía Càng Kình tự mình cắt đứt hai chân ngươi, một cánh tay. Sau đó cút ra ngoài cho ta. Chuyện này ta có thể xem như không nhìn thấy. Nếu để cho ta động thủ. Càng kinh khẽ nâng mí mắt nhìn chiến sĩ ra vẻ oai hùng trước mặt mình, hờ hững hỏi. Chiến sĩ thập cấp. Nét mặt chiến sĩ kia lộ ra một sự cao ngạo đắc ý, cầm không tự chủ được hất về phía trước, ánh mắt nhìn về phía càng kinh càng thêm xem thường. Chiến sĩ thập cấp ở áo khắc lan ngoại trừ thành chủ và người bảo vệ thành thị ra, đó chính là tồn tại vô địch. Một người hai năm trước còn là học viên chiến sĩ năm nhất của học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan, thực lực còn có thể cường đại tới mức nào. Mình vương một ngón tay có thể như bóp chết như bóp một con sâu, đơn giản giơ tay là hắn nát bấy. Rốt! Năm ngón tay phải của càng kình đột nhiên nắm chặt, khiến không khí phát ra một tiếng động thanh thúy cổ tay hắn rất nhanh nâng lên như tí chấp chập về phía bụng dưới của đối thủ. Âm. Chiến sĩ thập cấp ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bụng dưới chật trúng chiêu. Trong chớp mắt thân thể hắn giống như một con tôm. Trên khuôn mặt đầy ngạo mạn chật vặn vẹo. Lực lượng đi qua bụng dưới của hắn truyền tới sau lưng, khiến y phục sau lưng bay lên thật cao. Hai chân cũng không bám được vào mặt đất. Thân thể không khống chế được bay ra ngoài bên tai hắn còn vang lên lời càng kình nói lúc ra tay lão tử hai năm trước đã là chiến sĩ thập cấp hai năm trước sao có thể như vậy được chiến sĩ thập cấp bay ngược ra phía sau há mồm phun ra nước trà vừa uống xong cùng thức ăn buổi sáng hòa lẫn với máu hắn không thể tin được lời mình nghe thấy hai năm trước ngươi gọi là càng kình ngày mới bao nhiêu tuổi cho dù là tuổi hắn hiện giờ trở thành chiến sĩ thập cấp cũng quá kinh người Chiến sĩ thập cấp bay ngược trên không trung chưa được một thước, bỗng nhiên cảm giác sau đầu có thứ gì ngăn cản. Cả người trên không trung vẫn không có cách nào lùi lại, đã phát hiện càng kinh tiến vào, đưa tay qua nắm lấy đầu hắn. Chỗ ngủ của La Lâm, ngươi cũng có thể ngồi sao? Lời nói lạnh lùng của càng kinh truyền vào trong tai chiến sĩ thập cấp, trong phòng lập tức vang lên tiếng xương cốt gãy. Chiến sĩ thập cấp đau nhức hét thảm một tiếng, hai chân rơi xuống đất còn không đứng vững, càng kình đã nhấc chân quét ngang vị trí phía sau đầu gối hắn. Răng rắc. Âm. Chiến sĩ thập cấp gãy mất hai chân, đầu gối nặng nề đập trên mặt đất, bày ra tư thế quỳ gối trước linh cửu của La Lâm. Càng kình cũng không nhìn chiến sĩ thập cấp đang quỳ trên mặt đất đau tới ngất đi, càng không liếc mắt nhìn nảy bốn gã chiến sĩ. Hắn quay đầu lại nắm lấy đầu khải tác tư, nâng hắn lên, kéo đến dấu dày trên lĩnh cửu của La Lâm, ấn mặt hắn tới, lạnh lùng nói liếm sạch sẽ. Tại linh đường, bốn gã chiến sĩ ngơ ngác nhìn biến hóa phát sinh trong nháy mắt. Một luồng khí lạnh từ lưng bọn họ chui thẳng lên đầu. Chu lễ tư không khống chế được hàm răng liên tục va vào nhau. Những tiếng xương vỡ nát vang lên ngay giữa linh đường, thủ đoạn này thực sự quá tàn nhẫn. Khải tác tư dương mắt nhìn về phía càng kình muốn thốt ra vài lời ngoan độc, nhưng trong chớp mắt, thân thể rùng mình một cái, thậm chí quên cả đau đớn không thể nói nổi những lời uy hiếp như khải gia tiền nhiều thế lớn, trái lại lè lưỡi muốn liếm. Quên đi. Tránh làm ô uế la lâm. Cánh tay càng kình phát lực kéo khải tác tư lại phía sau một thước, nhấc chân đạp nốt đầu gối còn lại của hắn. Một tiếng xương vỡ lại nặng nề vang lên trong linh đường. Ngươi không biết quy củ thăm viếng linh đường sao? Bàn tay càng kình nắm lấy gáy khải tác tư lạnh lùng nói. Tốt lắm, hôm nay ta dạy ngươi một chút đó là phải dập đầu. Âm. Gáy khải tác tư truyền đến một áp lực cường đại trùng kích. Cái cổ căn bản không cách nào chịu được lực lượng này, đầu nặng nề đập ở trên sàn nhà, khiến rất nhiều bụi trên sàn nhà văng ra. Sau một khắc, trên mặt đất dính đầy máu tươi. Khải tác tư cảm giác đầu sắp nứt ra. Toàn thế giới đều đang xoay tròn. Thế giới trước mắt cũng biến thành một màu đỏ tươi. Âm. Đầu khải tác tư lại một lần nữa nặng nề va chạm với sàn nhà không ít máu tươi bắn trên mặt đất. Toàn thế giới trở nên hỗn loạn, gần như muốn đổ nát. Âm, 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 âm. Bốn gã chiến sĩ và chu lễ tư trơ mắt nhìn đầu khải tác tư bị càng kình dơ lên, đè xuống, lại dơ lên, đè xuống liên tục va chạm với mặt đất chín lần, biến đầu khải tác tư thành quả cầu máu. Càng kình dơ bàn tay dính đầy máu tươi, lau lên trên người khải tác tư hắn lại giơ tay nắm lấy cổ hắn nhất lên thật cao, dùng lực ném người không biết đã chết hay còn hôn mê ra khỏi linh đường. Ngoài sân, trên mặt đất xuất hiện một vết máu thật dài. Lúc này hắn mới đưa ánh nhìn về phía bốn gã chiến sĩ khác, đưa bọn họ cút. Không nên làm bẩn chỗ của cô tiểu mập. Bạo lực trắng trợn, thủ đoạn tàn nhẫn hung bạo nhất được trình diễn ở trong linh đường nho nhỏ đến mức cực hạn. Bốn gã chiến sĩ nhìn càng kinh, căn bản không dấy lên được một chút ý niệm động thủ nào ngay cả chiến sĩ thập cấp trong nháy mắt cũng bị hắn đánh thành tàn tật. Bốn gã chiến sĩ chia làm hai nhóm, lặng lẽ nâng chiến sĩ thập cấp và khải tác tư, cũng không dám liếc mắt nhìn càng kình, cũng không dám ở lại linh đường này thêm một giây nào. Bọn họ hoàn toàn không còn bộ dạng bá đạo hung bạo muốn xông lên khi dễ la thanh thanh, rất nhanh chạy ra khỏi đại viện, còn thuận tiện đóng cả cửa viện lại. Ngươi! Ánh mắt càng kình đảo qua chu lễ tư. Đi tẩy trang, rồi trở về quỳ cho ta hàm răng chu lễ tư va vào nhau mắt lén nhìn trộm về phía khải tác tư bị nâng đi qua cửa lớn lại nhìn đứa trẻ trong lòng một chút không ngờ lại xuất hiện một chút dũng khí chờ ta động thủ ta sẽ ném ngươi vào trong giúp ngươi tắm càng kình cũng không nhìn chu lễ tư mắt trở lại trên người la lâm cho dù tiểu mập tỉnh lại ta muốn làm như vậy hắn cũng không ngăn được không tin ngươi có thể thử xem chu lễ tư nhìn hài tử trong lòng một chút lại nhìn la lâm nằm ở trong linh cửu cuối cùng thoáng nhìn về phía càng kinh nàng đưa hài tử trong lòng cho la thanh thanh nhanh chóng xoay người chạy về phía hậu viện linh đường khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu la thanh thanh ôm hài tử trong lòng tay chống xuống mặt đất cố gắng đứng lên đôi mắt đầy lệ ủy khuất không nói nên lời chậm rãi đi về phía càng kinh la thanh thanh đi tới trước mặt càng kinh ngửa đầu nhìn nam nhân hai năm không gặp này hắn lại cao hơn rất nhiều, trở nên cường tráng hơn. Ca ca thường nói muốn làm mai gả mình cho nam nhân này. Sự kiên cường cuối cùng trong lòng nàng cũng tan vỡ. Thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng càng kinh. Nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Mấy ngày nay, La Gia đều do một mình La Thanh Thanh chống đỡ. Người đã từng được phụ thân dùng tiền thuê làm người bảo vệ, vào lúc này ngay cả bắt chuyện cũng không dám, đã len lén bỏ đi, chỉ để lại một mình nàng tới đối mặt với mọi chuyện cuối cùng la thanh thanh vô lực dựa vào trong lòng càng kình lông mi nhẹ nhàng chấp động mấy cái hai mắt vẫn lạnh lùng đối mặt với thế giới này suốt mấy ngày đêm nhắm lại cuối cùng không cần mệt mỏi như vậy nữa cuối cùng hắn đã tới la thanh thanh thỏa mãn dựa vào trong lòng càng kình nước mắt theo gò má chảy xuống làm ướt y phục càng kình linh đường yên tĩnh càng kình nhẹ nhàng ôm lấy thân thể la thanh thanh đang tản ra mùi thơm của thiếu nữ. Hắn nhìn bàn tay dính đầy máu của mình một chút, cuối cùng từ bỏ ý định xoa đầu nàng. Đây là một nữ hài kiên cường tới mức nào? Càng kình nhìn thiếu nữ gian dựa vào lòng mình, mắt quét qua ngực nàng, có thể ngờ ngợi nhìn ra được bóng gian của La Lâm. Con của tiểu mập sao? La Thanh Thanh dựa sát vào trong lòng càng kình, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu. Ừ, ca đã từng tìm ma pháp sư làm giám định, đúng là con trai của ca ca. Phải không? Ngón tay càng kinh nhẹ nhàng đùa với đứa trẻ đang đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn chầm chầm vào mình. Nhóc con, gọi một tiếng cha nuôi nghe chút coi. Hai mắt la thanh thanh ngân ngấn lệ, kinh ngạc không nói nên lời. Càng kinh nhìn la lâm, ngủ say, trong linh cửu nói. Trước đây lúc cùng nhau uống rượu đã nói qua, nếu như hắn có hài tử, ta muốn làm cha nuôi. Trên mặt la thanh thanh lộ ra một nụ cười khổ sở mắt nàng cũng nhìn về phía la lâm trong linh cửu. Nếu như lúc này ca còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Ta muốn biết chân tướng. Càng kinh nhìn la thanh thanh trong lòng mình nói. Còn cả chuyện mới xảy ra. Tất cả. Chân tướng. La thanh thanh khẽ thở dài một cái. Ta không tận mắt nhìn thấy chân trước. Chỉ là trước khi ca ca chết đã nói với ta vài lần, nhất định phải đợi ngươi trở về. Ngươi nhất định sẽ trở về đến lúc đó mọi chuyện trong nhà đều do ngươi định đoạt, bảo ta tin tưởng ngươi vô điều kiện. Càng kinh nhìn la lâm trong linh cửu khẽ thở dài một tiếng. Tiểu mập à! Ngươi! Còn có một lá thư. La thanh thanh chậm rãi rời khỏi càng kinh, xoay người đi về phía hậu viện. Ca ta để lại cho ngươi một lá thư, bảo ta nhất định phải tự tay giao cho ngươi, không thể cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Càng kinh nhìn la thanh thanh xoay người rời đi, toàn bộ linh đường chỉ còn lại có mình và La Lâm. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở một đầu linh cửu, dựa lưng vào linh cửu, đầu cũng gác lên linh cửu ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh ngắt. Trước mắt hắn lại xuất hiện hình dáng mập mạp của La Lâm. La Lâm uống rượu say cùng mình dẫn theo bình rượu, cùng nhau lắc lư đi trên đường phố buổi tối, càng rỡ lớn tiếng loạn hát, hét loạn, vẻ mặt cười tủng tỉm, ai oán, vẻ mặt nghiêm túc xin thề muốn kết hôn với hoa hậu giảng đường Chu Lễ Tư. Ta La Lâm xin thề kiếp này nhất định phải cưới được chu lễ tư bạn học sao chép dối trá là hành động của nam nhân trong lúc hữu tình sao có thể xem là giao dịch la lâm ta là người có nguyên tắc ngươi nhất định phải trở thành em rể ta bạn học số ngươi nhất định làm em rể của la lâm ta vẫn nên chấp nhận số phận đi bạn học chúng ta nói xong rồi sau này ngươi trở thành chiến sĩ vĩ đại làm người bảo vệ đứng đầu của nhà ta sau này chúng ta cùng nhau len ra ngoài uống rượu hoa. Yên tâm. Đến lúc đó chúng ta là người một nhà, ta sẽ không tố giác với lão bà ngươi, cũng chính là mùi mùi của ta. Bạn học. Bạn học. Bạn học. Giọng nói và dáng điệu đó cứ vong vọng ở bên tai, quanh quẩn trước mắt càng kinh. Nhưng cảnh con người đã mất. Tay phải càng kinh ông lấy đầu gối. Cách đó không xa, một điếu thuốc được đưa tới bên cạnh hắn. Chu lễ tư rửa mặt, thay trang phục, lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm mỹ lệ, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Đây là thuốc lá. Bây giờ đang rất đắt hàng. Loại này dùng tốt hơn so với tẩu thuốc nhiều. La Lâm rất thích. Càng kinh nhận một điếu. Chu lễ tư châm lửa. Hắn dùng sức hít một hơi, hơi cây lập tức tràn vào trong phổi, khiến hắn liên tục ho khan vài tiếng tiện tay ném điếu thuốc lá sang một bên, dùng đầu đụng phải linh cửu của La Lâm một cái nói, phẩm vị của ngươi vĩnh viễn đều quái lạ như thế sao? Quan tài bị đụng phát ra một tiếng động, giống như là lầm đang trả lời càng kinh. Càng kinh không để ý tới chu lễ tư đang thành thật quỳ gối bên cạnh linh cửu, lặng lặng nhìn mây trắng trên trời cao thông thả biến. Hai năm, sống cực khổ trong sơn cốc tứ quý hai năm, vốn muốn trở về cùng bạn cũ uống say tới lúc bình minh. Không ngờ lại. chu lễ tư quỳ trên mặt đất, đầu cuối thấp đến mức gần như muối vùi đầu vào trong ngực lớn của mình mắt nàng len lén liếc về phía càng kình, trong lòng âm thầm cầu khẩn tên đáng chết này ngàn vạn lần đừng rời đi. Khải tác tư đại biểu cho khải gia tới nuốt trọn la gia, mình lúc đó vỗ ngực bảo đảm không có vấn đề gì. Hiện tại khải tác tư trở về như vậy, nếu như gia hỏa này rời khỏi, mình sẽ không chịu nổi lửa giận của khải gia. Hậu viện thoáng vọng ra tiếng bước chân, vang vọng trong linh đường. Chu lễ tư rùng mình một cái, len lén đưa mắt liếc nhìn la lâm nằm ở trong linh cửu khi thấy không có biến hóa gì khác thường mới thở vào nhẹ nhõm. Ngươi hại chết tiểu mập. Ừ. Không phải. Chu lễ tư hoảng sợ nhìn càng kình vừa đột nhiên đặt câu hỏi, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vị trí trái tim, cảnh giác nhìn càng kình đang dựa lưng vào linh cửu. Nàng âm thầm kinh hãi. Không ngờ tên này đột nhiên đến đây, vào lúc mình thất thần lại đột nhiên đặt câu hỏi muốn moi ra đáp án chân chính. Càng kình không nghiêng đầu nhìn thái độ của Chu lễ tư, chống bàn tay lên mặt đất ngón trỏ gõ xuống sàn nhà theo một tiết tấu nhất định vừa nãy khi ta hỏi lúc ngươi trả lời ta tim đập nhanh hơn năm phần so với bất kỳ thời điểm nào khác giọng nói lúc trả lời nghe rất kiên định lại mang theo âm rung rất mạnh sử dụng ghi chép tra tấn của thần toán vô tuyệt quan tra tấn vĩ đại nhất hoàng triều chân sách giải thích ngươi vừa nói dối ta không chu lễ tư liên tục lắc đầu ai càng kinh nhìn lên bầu trời khe khẽ thở dài ngươi là mẹ đứa con của la lâm bất luận là vì la lâm hay vì con của la lâm chỉ cần ngươi nói thật ta cũng sẽ không động thủ với ngươi nhưng nếu như ngươi còn muốn gạt ta ta bảo đảm kết cục của ngươi còn thảm hơn so với khải tác tư và tên chiến sĩ kia chu lễ tư liều mạng liên tục lắc đầu năm đó càng kinh ở trong trường học vì la lâm bị đánh có thể không chú ý tới quan hệ thân thích giữa khải lạc và khải tác tư động thủ khiến Khải Tác Tư phải vào y viện. Nói ra chân tướng, cho dù hắn không động thủ, chỉ cần đưa đến chỗ thành chủ đại nhân, trực tiếp đi theo trình tự pháp luật của Hoàng Triều chân sách. Giết người thì đền mạng. Pháp luật này bất luận là ở ma tộc hung tàn hay ở trong mang tộc chưa được khai hóa, cũng hoàn toàn giống như Hoàng Triều chân sách. Càng kinh dựa vào quan tài nhìn lên bầu trời. Cánh tay phải từ trên đầu gối khẽ nâng lên, đưa ra hai ngón tay, dường như đang nói chuyện với chính mình, hờ hững nói. Trên đời này có hai loại người. Loại người thứ nhất chính là giống như thần toán vô tuyệt, muốn nắm được chứng cứ chính xác thiết thực, hắn mới có thể cho rằng có chuyện. Còn có một loại người khác là huyết thiên lú đã đã từng lưu danh tiếng huyết đồ tể trong lịch sử hoàng triều chân sách, không quan tâm có chứng cứ hay không, chỉ cần bản mình cho rằng mình suy đoán chính xác, sẽ động thủ giết người. Hai tay chu lễ tư chống trên mặt đất trung rẩy kịch liệt. Thần toán vô tuyệt là ai, nàng không biết. Nhưng cái tên huyết thiên lý này, nàng vẫn biết. 130 năm trước, ma tộc, mang tộc, hoàng triều chân sách đồng loạt phát lệnh truy nã cuồng đồ này. Đã từng thâm nhập 2.000 dặm vào sâu trong ma tộc, chém đứt đầy một tổng đốc ma tộc. Nhân vật này, sau khi ma tộc phát lệnh truy nã, hắn cứng trắng đột phá vòng vây khiến ma tộc cắn răng nghiến lợi. Hắn cũng từng trong một đêm dết sạch toàn gia một thành chủ hoàng triều chân sách, đồng thời lưu lại ở trên vách tường. Huyết thiên lý, huyết đồ tẩy giết người này. Những chuyện tương tự cũng phát sinh ở trong mang tộc. Về phần nguyên nhân giết người, là vì hắn cho rằng chuyện những người này làm liên quan tới một vụ kiện. Cho nên hắn cho rằng những người này đáng chết, bởi vậy chém đầu. Thời điểm những người ở thế hệ sau đọc sách, cảm thấy đây là một thời đại rất thú vị. Bất luận huyết thiên lý vừa phát sinh chuyện gì, tổng đốc thành chủ các nơi đều đứng ra nói chuyện này không liên quan gì tới ta, không phải ta làm. Cho dù chuyện phát sinh ở Hoàng Triều chân sách, cho tới bây giờ tổng đốc ma tộc xem người chỉ như xuất sinh, cũng sẽ tuyên bố trước chuyện này không có liên quan gì đến bọn họ. Ta rất bội phục thần toán vô tuyệt. Nếu như dưới tình huống còn có thể, ta cũng thích nắm được chứng cứ trước khi làm. Nhưng, càng kinh cười lạnh lắc đầu. Nếu như lấy không được chứng cứ, ta cũng không ngại làm huyết thiên lý một lần. Giết người. Giết người. Chu lễ tư hoàn toàn không nghi ngờ càng kình sẽ thật sự giết người. Giết người là phạm pháp. Hóa ra người biết. Càng kình mỉm cười không nói gì thêm, chỉ ngẩn người nhìn lên trời. Linh đường lại trở nên yên tĩnh. Chu lễ tư lại cảm giác được không khí xung quanh áp lực không gì sánh được, giống như có rất nhiều con mắt đang nhìn nàng. Trước đây, Khải Tác Tư đã nói với Chu Lễ Tư về thực lực của Khải Gia ở Áo Khắc Lan, nên nàng không có cảm giác áp lực như vậy. Xem này bất kỳ ai cũng không dám trêu chọc Khải Tác Tư. Nhưng hiện tại hắn lại bị càng kình xem như món đồ chơi tháo lắp trong tay tiểu hài tử, đánh hắn sống chết không rõ. Đổi sợ hãi sau khi giết người đã sớm giấu ở tận đáy lòng, hiện tại từ từ dâng lên. Hai tay la thanh thanh ông một cái bình dính đầy nước buồn ở trong lòng, bước nhanh vào trong linh đường, hoàn toàn không ghét bỏ cái bình quá mức dơ bẩn này. Thần sắc của nàng thoạt nhìn giống như đang ôm vật phẩm trân quý nhất trên đời. Chu lễ tư kinh ngạc nhìn cái bình trong lòng La Thanh Thanh, bản thân thầm hối hận tại sao mình lại không nghĩ ra La Lâm sẽ giấu tất cả giấy chứng nhận tài sản La Gia ở dưới hồ cá trong hậu viện. Không trách được mình lật tung tất cả ngốc ngách trong viện cũng không tìm được di vật quan trọng nhất của La Lâm. La Thanh Thanh cẩn thận đặt cái bình ở trước mặt càng kinh cởi tắm vải dầu che kín phía trên lấy từ trong ra từng giấy chứng nhận có liên quan tới quyền tài sản nhà ở của la gia còn có các loại giấy tờ ký kết buôn bang cùng hai bến tàu cuối cùng nàng lấy ra một lá thư có dấu niêm phong niêm phong sao càng kinh có chút sững sờ tới lúc này hắn mới biết hóa ra bản thân la thanh thanh cũng chưa từng xem qua lá thư này nàng chỉ bảo quản cho mình là người cuối cùng chờ đợi mình La Thanh Thanh nhớ tới bộ dạng thận trọng nghiêm túc của La Lâm khi đó, mắt lại ửng đỏ. Ca ca đã từng nói, chỉ có thể cho ngươi xem lá thư này. Càng kinh mở niêm phong ra, rút từ bên trong ra tấm trang giấy viết kín chữ. Đó là chữ viết quen thuộc của La Mập. Mặc dù hai năm không gặp, chữ viết của La Lâm có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là chữ do người bạn học cũ lưu lại. Bạn học. Nói thật, ta không muốn ngươi nhìn thấy lá thư này. Nếu như bây giờ ngươi đang đang xem lá thư này, ha ha, nói rõ ta đã chết trước ngươi một bước. Còn chuyện muốn chính miệng gọi ngươi một tiếng bạn học, em rể, còn muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng bạn học hoặc là tiếng cút đi quen thuộc, sợ rằng chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống mới có thể nghe được. Ừ. Ta chết, đối với ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống. Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao ta lại chắc chắn như vậy? Bởi vì ngươi là càng kinh cả đời la lâm ta, ngươi là người bạn chân chính duy nhất, người chân chính duy nhất không vì ta béo, không vì ta căn bản không phải là chiến sĩ, cũng không vì nhà ta có nhiều tiền mới tới gần ta, kết giao bằng hữu với ta. Ngươi là duy nhất cười đá vào mông ta, vẫn khiến ta cảm thấy thân thiết. Ngươi là người duy nhất vì chân ta bị thương không cách nào hành động được, không chút do dự cổng ta trên người, mệt tới mức há mồng thở dốc, vẫn còn mạnh miệng chê cười ta, phân tán sự chú ý của ta, không cho ta thấy ngươi đã rất mệt mỏi. Ngươi là người duy nhất chân thành nhất quan tâm ta. Người duy nhất đối với ta, có sao nói vậy? Tốt, ngươi còn sống, ta lại chết. Như vậy thì ngươi phải làm cho ta, người bạn học đã chết này vài chuyện. Còn nhớ không, chúng ta sau nhiều lần uống say, lúc ở trên đường điên cuồng lớn tiếng, tùy ý rít gào đã nói gì? Ta nói, ta muốn trở thành thương nhân thành công nhất hoàng triều chân sách, ta cần kiếm được kim tệ mua lại toàn bộ hoàng triều chân sách. Ngươi nói, ngươi muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Ngươi muốn đứng ở trước mặt người thân đã khinh thường ngươi, ngươi muốn nói với bọn họ biết, bọn họ đều nhìn lầm rồi. Ngươi muốn phụ thân ngươi ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo vì ngươi. Ngươi muốn chặt đầu đại ma vương dùng làm bồn cầu. Ta nói, ngươi nhất định sẽ trở thành chiến sĩ vĩ đại, cho nên ngươi phải làm người bảo đệ đứng đầu gia tộc La Lâm La Ta. Danh tiếng của ngươi phải hóa thành lá cờ lớn, cấm ở trong thương đội của gia tộc La Lâm ta, khiến bất luận sơn tặc cường đạo nào cũng không dám tới gần. Ngươi nói, nếu ta trở thành thương nhân có nhiều tiền, mua cho ngươi một tòa thành thị, cho ngươi làm thành chủ, ở bên trong sống cuộc sống nhàn hạ ăn no, rảnh rỗi ra đường đùa dẫn mỹ nữ. Ha ha, xem ra ta uống rượu vào nói những lời điên cuồng, thật sự phải nuốt lời. Ta thật sự rất không cam lòng phải nuốt lời. Không bằng ngươi tới nuốt lời là được rồi. Được rồi. Ngươi còn sống, như vậy ngươi sẽ nhớ lúc chúng ta cùng nhau say rượu điên cuồng gào lớn. Ta không làm được, nhưng ngươi nhất định sẽ làm được. Ta đã nói với muội ta, bảo nàng tất cả đều nghe theo ngươi, không được giữ lại chút nào. Ngươi đưa bất kỳ quyết định gì cũng không được nghi ngờ. Cho nên, hiện tại ngươi là người bảo vệ đứng đầu La gia ta, giúp ta thu dọn một chút. Hiện tại chắc hẳn là một tàn cục nhìn rất đổ nát. Ai bảo ngươi là bằng hữu của ta? Nói thật đến giờ phút này ta có một chút hối hận đã không nghe lời ngươi ngươi bao giờ cũng nói với ta không nên cưới chu lễ tư chu lễ tư không thích hợp ta nhưng bản thân ta lại không để ý chỉ thích nàng muốn ngủ với nàng muốn cưới nàng làm vợ ngươi đúng có lẽ nàng thật sự không thích hợp với ta mấy ngày nay ta phát hiện nàng và khải tác tư hình như âm thầm thông đồng nhưng ta còn chưa có bằng chứng xác thực ngươi muốn nói vì sao ta không lập tức vứt bỏ nàng đuổi nàng ra khỏi nhà bởi vì nàng cầu xin ta bởi vì nàng sử dụng thân thể của nàng cầu xin ta ta thật không có thuốc chữa ta thích nàng biết rõ nàng có thể là thuốc độc vẫn thích nàng hơn nữa muốn đuổi nàng ra khỏi nhà cũng rất khó nữ nhân này không hoàn toàn là kẻ ngu ngốc không có đầu óc có một số việc với ta mà nói đã mất khống chế ai loại chuyện lộn xộn này trong lúc nhất thời cũng không nói rõ được Ngươi chỉ cần biết một điểm là được rồi. Ta chết nhất định có liên quan tới nữ nhân này, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn với khải gia. Thời điểm ta cưới nàng một năm, chính là năm đầu tiên sau khi ngươi mất tích, phụ thân ta đột nhiên mất. Khải Lạc nhận được trợ giúp rất lớn của Khải Gia, đột nhiên triển khai tấn công La Gia Ta về phương diện buôn bán, muốn một ngụm nuốt La Gia Ta vào. À, ta là ai? La Lâm, La Mập. Tranh đấu ta không làm được, nhưng nói về kinh thương. Ta vừa thu thập nữ nhân chu lễ tư này, vừa tự hỏi đối sách có thể khiến Khải Lạc phải đau đớn kêu to. Chỉ trong thời gian nửa tháng, Khải Gia chẳng những không chiếm tiện nghi từ nhà ta, trái lại còn bị ta hung hăng cắn một cái, để cho bọn họ biết la lâm ta tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là thiên tài kinh thương hiếm có. Không có biện pháp, đây là cuộc chiến thương trường, không khác với chiến sĩ các ngươi chém giết là mấy. Nếu không phải ta chết chính là hắn chết, không có lựa chọn đứng ở giữa có thể nhường đối thủ một lần như vậy chỉ gặp phải phản kích lớn hơn hơn nữa thời điểm không cẩn thận sẽ bị người ta tìm được cơ hội nuốt trọn ta không cách nào nương tay tất nhiên sẽ bị khải gia ôm hận bọn họ phát hiện lúc trước chuẩn bị không bằng ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác ban đầu thành chủ đại nhân ít nhiều còn chủ trì chút công đạo sau đó hình như hắn thu được không ít lợi ích từ khải gia cho nên dứt khoát ta cho thêm tiền cũng vô ích hơn nữa tiền tài quyền thế của la gia ta quả thực cũng không hùng hậu như khải gia cho dù ta cắn bọn họ một cái để cho bọn họ biết cái gì gọi là đau ta vẫn kém hơn bọn họ ta điều tra ra cha ta đã chết ở trong tay bọn họ cho nên ta không thể lui cũng sẽ không lui nếu như bây giờ ngươi có năng lực báo thù cho ta giúp ta chém chết tất cả bọn họ về chuyện này đừng khách khí với ta ta cũng sẽ không khách khí với ngươi trên phương diện này bởi vì ta biết ngươi cũng sẽ không khách khí với ta. Nếu bây giờ ngươi còn chưa có năng lực báo thù cho ta, vậy bán hết tài sản của La gia đi, dẫn theo muội muội của ta tìm một chỗ ở, có năng lực thì báo thù cho ta. Không có năng lực ngàn vạn lần đừng báo thù cho ta. Đó không phải là báo thù, mà là tìm cái chết. Ta cũng không muốn chết rồi, lại thấy ngươi toàn thân đầy máu nói với ta. Bạn học, ta muốn báo thù cho ngươi, kết quả bị người ta chém chết. Như vậy ta thực sự không mong muốn được báo thù chút nào không sai ta chính là muốn báo thù ta bị người giết chết ta không muốn báo thù chính là đầu óc bị hỏng được rồi cái đề tài báo thù này đã nói xong cuối cùng chúng ta nói tới một đề tài khác giết chết chu lễ tư tiễn nàng đi theo ta không sai ta còn yêu nàng ta chết nàng cũng tính là một phần mấu chốt trong đó ta không có lý do gì để cho nàng sống cho nên ta muốn tiếp tục làm tình với nàng sau khi chết tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục sống tiêu dao tự tại được trò chơi tình ái này nói không rõ được giống như người đang ở trong sa mạc khô cạn biết rõ là một lọ đầy thuốc độc cũng sẽ không chút do dự uống vào giống như con thiêu thân biết rõ lửa sẽ khiến nó chết cháy nó vẫn không ngừng bay vào trong lửa ta cũng giống vậy ta thích chu lễ tư mắng ta ngu xuẩn cũng được nói ta thế nào cũng được ta cứ như vậy về phần con ta, nó đúng là con của ta. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy được. Chúng ta đã chết hết, ngươi còn làm cha nuôi nó làm gì? Ta không ngại để ngươi chiếm tiện nghi, để cho con ta thêm thân thiết, để nó theo họ ngươi, họ càng. Cuối cùng, tư. Ừ. Một vấn đề cuối cùng, ta chết thật ra không sao. Người duy nhất ta không yên tâm chính là muội của ta. Ngươi cũng thấy, tiểu nha đầu này hiện tại không nơi nương tựa, trong lòng đau thương. Người duy nhất nàng tin tưởng chính là ngươi. Ta nói trước với ngươi, bất nói với ta, ngươi sẽ đối xử với nàng như muội muội ruột thịt. Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng vẫn có thể từ trên trời cao nhảy xuống hù chết ngươi. Một câu nói, cưới nàng. Một câu nói, làm em rể của ta. Bất luận trước đây lúc ngươi nằm mơ nói mớ gọi Hải Thanh Nhi kia là ai, cùng lắm thì cưới cả hai. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho muội của ta phải chịu ủy khuất hoàng triều chân sách cũng không có quy định ngươi chỉ có thể cưới một người nếu như quả thật chỉ có thể cưới một người cũng là mùi mùi của ta lần đầu tiên viết thư dài như vậy lại bởi vì ta có thể sẽ chết thật sự không muốn chết thật sự muốn cùng ngươi tiếp tục uống rượu thật sự muốn cùng ngươi đi trong đêm khuya trên đường phố ngửa mặt lên trời hết loạn thật sự hoài niệm cảm giác ngươi đạp mông ta thật sự quá nhiều rất nhiều hiện tại hồi tưởng lại chuyện thật sự muốn làm cùng ngươi quá nhiều. Ngươi còn nhớ không? Ngươi nói cả đời này, nhất định ngươi phải sống oai phong một cõi. Ngươi nói hai chúng ta phải oai phong một cõi trong lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, một phần của ta đã không thể làm được. Ngươi nhất định phải sống oai phong một cõi. Hay nhất là có thể sống tốt cả phần của ta. Ta thật sự còn có rất nhiều điều muốn nói. Càng kinh, để ta lại gọi ngươi là bạn học một lần nữa. Bạn học ta bảo trọng la Là lâm ta cả đời này không sống uổng phí ta từng ngủ với hoa hậu giảng đường ta từng làm ra một khoản sinh ý rất lớn khải gia muốn nuốt gia tộc của ta phải bỏ ra cái giá rất thảm khốc ta có một mùi mùi còn đẹp hơn so với hoa hậu giảng đường gấp trăm lần gấp một nghìn lần gấp một vạn lần ta tự hào nhất trên đời này lão tử có một bằng hữu ông trời đối xử với ta không tệ để ta quen biết ngươi được rồi những gì cần nói đã nói nhớ kỹ những lời ta nói phải làm được không thiếu một điều nào cho ta nếu không buổi tối ngươi nằm mơ ta cũng không vào trong mộng tìm ngươi uống rượu bảo trọng ta ở trên trời mong nhìn thấy ngươi nhìn bằng hữu của ta trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất trên đời dẫm nát tất cả chiến sĩ huyết mạch dưới chân cho ta được tất cả mọi chuyện ngươi nói ta đều sẽ làm đều làm cho ngươi càng kinh khẽ cười mắt ngân ngấn nước hắn trân trọng cẩn thận gấp tờ giấy viết thư lại, đặt nó vào trong ngực, đặt ở trong đấu giới. Sau đó hắn chậm rãi ngửa đầu lên nhìn trời cao xanh thẳm, dường như có thể thấy từ trên bầu trời có một gương mặt béo mút mít nhìn hắn cười. Ngươi ở trên đó nhìn thật kỹ cho ta, xem ta làm sao báo thù cho ngươi, xem ta làm sao chém tất cả kẻ địch ngăm cản trên con đường của ta, xem ta làm sao oai phong một cõi. La Thanh Thanh lấy từ dưới đáy bình ra một tấm da dê màu vàng nhạt, hai tay nâng đến trước mặt càng kinh. Ca ta nói từng rất nhiều lần, người bảo vệ đứng đầu La Gia chỉ có thể là càng kinh ca ca. Cho nên, tờ cam kết Gia Dê này chân chính có hiệu lực và lợi ích trước pháp luật, vẫn giữ lại chẳng bao giờ dùng qua. Người bảo vệ đứng đầu. Điều đó cần phải được hoàng gia hoặc là tòa án của hoàng triều chân sách thông qua, hay là tên Gia Dê có dấu đại ấn của thành chủ đại nhân, tượng trưng cho phía chính phủ của hoàng triều chân sách mới có tác dụng. Chu lễ tư ngay người nhìn tấm da dê trong tay La Thanh Thanh. La Gia đã từng có một vài người bảo vệ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện người bảo vệ đứng đầu. Hóa ra La Lâm thật sự vẫn giữ lại cho càng kinh. Nàng còn tưởng rằng hắn là thương nhân bản tính tham lợi, căn bản không chịu đi tới chỗ thành chủ đại nhân mua chứng thực đắt giá từ phía chính phủ. Càng kinh nhìn tấm da dê màu vàng nhạt trong tay, cổ tay thoáng lộn ra sau người, lấy từ trong đấu giới ra một con phi đao nhỏ, thu hồi lực hộ thể phong vân kim thân, trong ngoài dùng sức trùng kích, cắt ngón trỏ, dùng máu tươi ấn dấu tay ở trên tấm da dê. Một lá thư, máu xuất hiện. Trong lá tư la lâm tràn đầy hào hiệp. Trong những hàng chữ lộ ra mùi vị khác, cũng chỉ có một mình càng kình có thể hiểu được. Hai tay chu lễ tư chống lên mặt đất, nhìn bằng chứng người bảo vệ trong tay càng kình, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy kinh hoàng. Cầm thứ này trong tay chính là một lực lượng khổng lồ bên trong la da. Một khi hắn và La Thanh Thanh đứng chung một chỗ, vậy bản thân mình vì nắm được La Gia trong tay, chịu nhịn để La Lâm trong rụi ở trên người sinh ra hài tử, muốn nắm lấy toàn bộ cái nhà này trong tay đã trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, không được, không thể như vậy được. Chu Lễ Tư len lén ngẩng đầu nhìn La Thanh Thanh, trong mắt chợt lóe lên sự ngoan độc. La Gia này là của ta. Ta chính vì tài sản La Gia mới gả cho tên La Mập chết tiệt kia. Ta nhẫn nhịn đã hai năm. Ta không có thể để cho tất cả kế hoạch của mình bị lãng phí hết. Kế hoạch cuối cùng. Giết chết nàng. Giết chết nàng. Chỉ cần giết được nàng, như vậy thân phận người bảo vệ của càng kình chỉ có thể nằm trong tay hài tử của ta, tất nhiên cũng chính là thuần phục ta. Đến lúc đó, cho dù thật sự bỏ qua khải gia, có một tráng nam như thế ngày đêm hầu hạ ta, cũng rất tốt. Động thủ. Trong đồ tan màu trắng rộng thùng thình, Chu lễ tư dùng sức nắm chặt tay phải. Một quyển trục ma pháp đã hiện ra trong tay. Nàng chậm rãi mở tinh thần lực ra. Nàng là học viên ma pháp. Học viên ma pháp đã từng học ma pháp trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, hơn nữa thành tích vẫn rất khá, có tinh thần lực lục cấp. Chỉ có điều, thân phận thiếu nải nải của La Gia quá mức chói mắt, hoa hậu của trường quá mức mê người, khiến người ta quên đi vị đại thiếu nải nải La Gia này còn là một học viên ma pháp. Tinh thần lực giống như dòng suối truyền vào quyển trục ma pháp trong tay, mở ra khóa tinh thần lực trong quyển trục ma pháp. Một cái băng trùy lặng lẽ không một tiếng động giống như ti chấp xuyên qua ống tay áo của nàng, bắn qua không trung, đâm về phía la thanh thanh. Thành công! Trong lòng chu lễ tư thầm vui mừng. Chỉ cần ma pháp này chân chính được bắn ra, với khoảng cách gần như thế, cho dù ám sát loại chiến sĩ như càng kình, cũng có thể khiến hắn khó tránh né được huống gì là một nữ nhân bình thường hoàn toàn không chiến lực. Đây chính là vô ảnh băng trùy nạn đã tốn không ít tiền mới mua được. Bóp. Băng trùy cứng trắng nổ tung, nát vụn trên không trung. Nắm đấm của càng kình dừng lại trong quỷ tích bay của băng trùy. Khối băng trong suốt giống như thủy tinh vỡ tan, trên không trung được ánh sáng mặt trời chiếu vào đặc biệt trực trở. Là thanh thanh ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt hiện lên cảm giác an toàn, hạnh phúc vô tận. Quyển trục ma pháp được nàng truyền tinh thần lực lại lặng lẽ thu hồi. Học viên ma pháp Chu Lễ Tư kinh ngạc nhìn băng trùy nát vụn. Những mảnh nhỏ bắn ra giống như hy vọng của nàng bị một quyền này đánh nát. Sao có thể như vậy? Chu Lễ Tư sụi lơ ngồi ở mặt đất lạnh lẽo. Chỉ có điều mặt đất lạnh lẽo này cũng không lạnh bằng trái tim nàng. Một đòn băng trùy tưởng rằng tất trúng không ngờ đã thất bại. Đánh lén trong khoảng cách ngắn như vậy, không ngờ lại thất bại. Tiểu nữ hài kia Nàng, không ngờ nàng là học viên ma pháp Sao trước đây ta lại không biết Trong nháy mắt đó nàng cũng phóng ra tinh thần lực lục cấp Nhưng năm nay nàng mới chỉ 17 tuổi Hai, hai người kia ta căn bản không thể đối phó được Ai Càng kinh ngồi xổm xuống trước mặt chu lễ tư thở dài một tiếng Cổ tay đột nhiên nhanh như ti chớp đưa ra Năm ngón tay khống chế cổ họng của nàng nhấc nàng lên thật cao Hai chân nàng không cách nào chạm đất đã lung tung. Gương mặt tràn ngập mê hoặc đỏ ửng lên. Hai cánh tay nắm bàn tay càng kình dãy dụ vô nghĩa lần cuối cùng. Ta đã đáp ứng La Lâm, đưa ngươi đi cùng hắn. Nhưng ngươi dù sao cũng là mẹ của con La Lâm. Ta vốn có chút không nỡ hạ thủ. Nhưng hiện tại ngươi lại cho ta lý do rất đầy đủ. Ta, khụ khụ. Ta. Chu Lễ Tư nhìn thấy trong đôi mắt càng kình không chút tình cảm, tim không tránh khỏi chìm xuống. Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng, hai tay không có kéo bàn tay càng kình ra nữa, mà nắm lấy y phục trước ngực mình bỗng nhiên xé toạt ra. Các nút buộc trân châu trên y phục đều đứt. Từng viên trân châu chậm rãi rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên lan tục va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh giống như lúc trời mưa, nước mưa rơi xuống mặt đường. Hai bầu ngực trắng mịn hiện ra, hai điểm hồng dựng đứng. Hai tay chu lễ tư chạy trên thân thể trắng mịn của mình, dùng sức ép hai bầu ngực, cố tập trung tất cả sức lực, vì thiếu dưỡng khí, hơi thở gấp gáp, biến thành tiếng thở đầy mê người. Gương mặt ửng đỏ càng lộ vẻ mị hoặc. Thủ đoạn cuối cùng. Chu lễ tư dùng sức muốn dãy dù vòng eo, không ai có thể thấy mình như vậy mà không động tâm. La Là lầm không làm được. Khải tác tư thường thấy nhiều nữ nhân như vậy, cũng không nhịn được, thậm chí bỏ rơi tất cả những nữ nhân khác vì mình. Ngay cả hiệu trưởng Khải Lạc lúc nhìn thấy thân thể mình, trong ánh mắt đều lóe lên dục vọng trần trụi. Càng kinh cũng không được. Càng kinh nhất định không nhịn được. Chu lễ tư cố hết sức ưỡng ẹo thân thể, trong lòng âm thầm nói cho mình, chỉ cần tiếp tục mê hoặc, càng kinh nhất định sẽ không chịu được. Ai, không biết La Lâm có thể vì ta nhìn thân thể nữ nhân của hắn, buổi tối không tiến vào trong mộng, tìm ta uống rượu hay không? Càng kinh lẩm bẩm, nằm ngón tay thích sâu vào trong. Tương xương vỡ nát che lấp cả tiếng trân châu rơi xuống mặt đất. Hai chân Chu Lễ Tư đang giãy dụa đã hoàn toàn thả lỏng, chỉ có điều vẫn theo cử động trước khi chết, nhẹ nhàng lắc lư. Trong đôi mắt yêu mị tràn ngập vẻ không tin, nàng không thể tin, người nam nhân trước mắt này không ngờ hoàn toàn không để ý tới thân thể hoàn mỹ của mình. Nàng không thể tin, nam nhân này thật sự có thể máu lạnh giết chết mình như vậy. Giết người là phạm pháp. Cánh tay càng kình vung lên. Thi thể Chu Lễ Tư còn chưa hoàn toàn giá lạnh vẽ một đường cong trên không trung rơi vào trong quan tài của la lâm giống như lúc ngủ say nhẹ gối lên đầu vai hắn trong linh cửu hoàn toàn không có một chút cảm giác chật chội ngược lại hiện ra vẻ hài hòa không nói nên lời phi hai gò má la thanh thanh ứng hồng lộ vẻ chán ghét nhìn về phía chu lễ tư đang ở trong linh cửu nhỏ giọng mắng không biết xấu hổ càng kình nhìn la lâm trong quan tài nhẹ nhàng nói thầm bạn học ta đưa lễ vật ngươi muốn cho ngươi không biết ngươi có nhận được không? Nếu như nhận được, buổi tối dẫn theo nạn đến thăm ta, nói cho ta biết một tiếng. Tiếng trẻ con khóc nỉ non từ trong hậu viện vang lên, dường như biết mẹ mình rời khỏi thế giới này, nên đưa tiễn. La Thanh Thanh vội vàng xoay người chạy về phía hậu viện, càng kinh nhàm chán cầm một bình rượu mạnh ở linh đường dành để cúng cho La Lâm lên, trở lại chỗ ngồi lúc trước, tiếp tục dựa lưng vào quan tài, tay cầm bình rượu đổ vào miệng, nhẹ nhàng lau chất lỏng chảy ra bên khóe môi, ngửa đầu tự nói bạn học xem như ngươi mời ta uống rượu một lần cuối cùng linh đường khôi phục sự yên tĩnh vốn có càng kinh trở tay lấy trảo mã đao từ trong đấu giới ra đặt ở nơi đưa tay có thể chạm vào hắn lẳng lặng uống bình rượu xem như do la lâm mời lần cuối bình thường trời nóng hừng hực hương vị rượu ngọt ngào ngày hôm nay hắn uống đường vào trong miền cũng cảm thấy cay đắng trừ cay đắng vẫn là cay đắng la thanh thanh toàn thân mặc đồ tan màu trắng ông con của la lâm trong lòng nhẹ bước tới trước mặt càng kình ngồi sổng xuống mang theo một chút do dự tẩu tử cũng đã chết sau này hai tử này càng kình lắc lưu bình không còn bao nhiêu rượu trong tay ta làm phụ thân của hài tử này la thanh thanh sửng sốt càng kình nói tiếp ca nàng còn nói ầm cửa đại viện vốn khép hờ đột nhiên bị sức mạnh khổng lồ đẩy mạnh rất nhanh mở rộng về hai bên đập mạnh vào hai bên tường cánh cửa gỗ bị trùng kích chấn động bắn ra không ít mảnh gỗ vụn chỗ cánh cửa bị đạp trúng lỏng xuống dấu chân thật sâu một chút bụi bặm cuốn lên khi cánh cửa mở ra phía ngoài cánh cửa trên con đường trống trải có một loạt những nam tử mặc trang phục chiến sĩ đang đứng càng kình nhìn ba người đi phía đằng trước trong đó lại có hai người mình biết người bên trái bộ mặt tức giận đầy sát ý chính là sử trưởng giáo vụ Khải Lạc trước kia, nay là hiệu trưởng Khải Lạc. Nam nhang đứng ở giữa vẫn mặt trường sa màu xanh nhạt, giữ lại tóc ngắn màu lam đậm, ngũ quan rõ ràng, vóc người cao lớn trắng chắc, chính là người bảo vệ thành thị áo khắc lan, tiên sinh lôi địch. Người trung niên đứng ở vị trí bên phải toàn thân mặt trường bào tuyệt đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra có chút hào khí. Mái tóc màu vàng được hất ngược về phía sau đầu, dáng đi thông dong, hoàn toàn không giống với thủ hạ, mà giống nhân vật lớn. Lôi địch thấy càng kinh dựa vào quan tài, trong tay cầm theo bình rượu đang ngửa mặt lên nhìn trời, đầu tiên có chút sững sờ, sau đó sắc mặt thoáng vui mừng, hai tay chấp ở sau lưng đi vào sân viện. Càng kinh nâng mí mắt nhìn thấy khải lạc, cũng không đứng dậy, thản nhiên hỏi. Là tới cúng tế sao? Cách mở cửa như vậy cũng không được lễ phép. Khải lạc nhìn thấy càng kinh cũng có chút sững sờ, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không ngờ tiểu tử này lại không chết. Không phải lúc đó lỗ tạp tư nói đã phái ra ba gã chiến sĩ cựu cấp sao. Hai năm không có tin tức của hắn, còn tưởng rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới hắn thật sự như lời bốn gã chiến sĩ đã nói, càng kinh còn sống. Hơn mười người chiến sĩ đi theo phía sau khải lạc đồng thời sửng sốt. Bọn họ đều có chút không tin nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Không ngờ hắn điên cuồng đến mức như vậy. Đối mặt với nhiều người như vậy còn dám nói ra lời như vậy lẽ nào hắn không biết, trước đây không lâu hắn đã làm ra gì chuyện sao? Sắc mặt khải lạc âm trầm nhìn chầm chầm vào càng kình, trong lòng âm thầm kỳ quái. Không ngờ hắn cũng là chiến sĩ thập cấp. May là lần này mình còn dẫn theo chiến sĩ hàng ma, nếu không sẽ không đè ép được hắn. Càng kinh, hóa ra ngươi thật sự còn sống. Khải lạc chậm rãi bước tới, làm bộ có chút khí thế đưa ngón tay chỉ về phía càng kinh. Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi đây là chuyện làm ăn giữa khải gia chúng ta và la gia ngươi cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào đây là sự sỉ nhục đối với luật pháp hoàng triều chân sách cũng là khiêu khích đối với khải gia chúng ta ngày hôm nay ta tới đây tay càng kình cầm trảo mã đao đứng dậy từng bước đi về phía khải lạc sắc mặt lạnh lùng khiến mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực đè ép lôi địch tò mò quan sát càng kình hắn trở về sau khi mất tích hai năm không ngờ lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy so với thời điểm hai năm trước, hoàn toàn không giống nhau. Hai năm qua hắn đã gặp phải chuyện gì? Lẽ nào hắn là chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh huyết mạch? Vẻ mặt người trung niên bên phải bình thản, nhưng không thiếu vẻ hiếu kỳ. Từ lúc nào áo khắc lan lại xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy? Thân là thành chủ, không ngờ ta lại hoàn toàn không hay biết. Càng kinh đứng ở trước mặt khải lạc, chỉ cách chừng ba thước. Hắn cầm trảo mã đao trong tay, lưỡi dao từ từ di chuyển trên mặt đất tiếng kim loại và đá cứng va chạm vào nhau phát ra những âm thanh chói tai, giống như không phải đang vẽ trên mặt đất, mà khắc vào trong lòng mọi người. Càng kinh một tay cầm bình rượu, một tay cầm theo trảo mã đao nhàn nhã đi tới trong viện. Trảo mã đao tạo ra trên mặt đất trước mắt một đường dài thẳng tắp. Người nào không phải đến cúng tế, mà tới để quấy rối, bước qua đường này. Càng kinh nhẹ nhàng xoay người đi về phía linh đường, ánh mắt hắn cũng không nhìn mọi người nói, Tuyên bố quá phách lối Giọng điệu thật sự bá đạo Hành động không coi ai ra gì Mọi người đồng thời sửng sốt Trong không trung một quyển trục da dê màu vàng nhẹ nhàng bay về phía người trung niên bên phải Ngài là thành chủ đại nhân tác bác ni Trong thành áo khắc lan, người có thể hào khí như vậy Chắc hẳn cũng chỉ có thành chủ đại nhân Xin lỗi, ta đang túc trục bên lĩnh cửu của bằng hữu Không thể tới thăm hỏi ngài về phần ta có làm trái với pháp luật hoàng triều chân sách hay không ta nghĩ sau khi ngài xem xong hẳn là đặc biệt hiểu rõ tát Bác ni cười nhạt tiếp nhận quyển trục da dê của càng kinh mắt hắn đảo qua văn từ phía trên cả người giống như bị sét đánh trúng bằng chứng người bảo vệ la da càng kinh tát Bác ni không nghĩ tới là lầm lúc còn là học viên năm thứ nhất lúc lấy ra số tiền cực lớn trong nhà tới mua bằng chứng người bảo vệ chỗ mình không ngờ còn cất giấu đặc biệt chuẩn bị cho càng kinh. Tiểu tử này có khả năng quan sát thật sự mạnh như vậy sao? Hai ba năm trước, càng kinh hẳn còn chưa cường đại như ngày hôm nay. Thành chủ đại nhân, trong tay ngài cầm cái gì vậy? Khải lạc mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhỏ giọng nói với tác bác ni. Ta có thể nhìn một chút không? Tác bác ni cười khổ đưa bằng chứng người bảo vệ cho khải lạc. Nếu thứ này thật sự tồn tại, như vậy càng kình có đầy đủ tư cách tới xử lý chuyện của la gia trong hoàng triều chân sách người bảo vệ là một tồn tại có thân phận địa vị vô cùng kỳ quái bất luận bọn họ ở trong gia tộc trong thương hội hay trong thành thị thậm chí là trong quốc gia địa vị cũng không thua gì người lãnh đạo thế lực cũng sẽ không chân chính đi quản mọi chuyện bình thường còn giống như một lãnh tụ tinh thần dưới tình hình chung người bảo vệ không có quyền quản lý chi phối thế lực tài vụ nhưng lại có quyền xử lý sự việc đặc biệt là thời điểm gia chủ không có mặt hắn có thể toàn quyền xử lý bất cứ chuyện gì cũng bởi vì loại quan hệ địa vị đặc biệt này lúc các thế lực cam kết về người bảo vệ đều đặc biệt nghiêm túc hết sức cẩn thận khảo sát nhiều lần mới có thể tiến hành cam kết thế lực cường đại dứt khoát cam kết với cường giả trong nhà làm người bảo vệ thậm chí có vài thế lực tình nguyện không cần người bảo vệ chính vì sợ đột nhiên phát sinh chuyện người bảo vệ đoạt quyền Đối với người bảo vệ, Hoàng Triều Chân Sách thừa nhận địa vị hợp pháp của bọn họ, thậm chí có một bộ pháp luật, mọi người gọi là pháp quy của người bảo vệ. Trở thành người bảo vệ một thế lực nào đó, dưới tình huống lợi ích của thế lực đó bị xâm phạm, người bảo vệ có thể ra tay giết người, đồng thời không tính là trái với pháp luật quốc gia. Người bảo vệ, đồng thời còn có thể trả thù, cũng được gọi là quyền đặt cách bao trùm lên trên pháp luật chỉ có điều có rất ít người bảo vệ thật sự tiến hành trả thù gần như diệt gia tộc vì người bảo vệ gia tộc phần nhiều là người bảo vệ thành thị ở mức độ nào đó mà nói người bảo vệ gia tộc còn bảo vệ thành viên gia tộc nếu như gia tộc tan cho dù người bảo vệ có thể dùng toàn lực báo thù hầu như cũng không chấp hành theo mọi người thấy đây phần lớn chỉ là ghi ra cho có mà thôi rất ít người thật sự làm như vậy người có thể mang tư cách đảm nhiệm người bảo vệ một thế lực nào đó phần lớn có vũ lực không tồi hoàng triều chân sách cũng không thích các chiến sĩ phát sinh xung đột trong cuộc chiến tranh với ma tộc những vũ lực bình thường đều có thể tạo ra được tác dụng không nhỏ khải lạc nhìn trong tay bằng chứng người bảo vệ trong lòng có chút căng thẳng cho dù pháp quy người bảo vệ phần lớn chỉ là trên mặt chữ nhưng đối với càng kình mà nói điều hắn làm trước đó đúng với pháp quy lúc trước mình tìm tới thành chủ tác bác ni muốn sử dụng pháp luật hoàng triều chân sách không tốn bất kỳ lực lượng nào bắt hắn hiện tại đã biến thành không thể tiểu tử một chiến sĩ phía sau khải lạc đột nhiên chen lên phía trước đuổi theo càng kình trường kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ kiếm phát ra tiếng động thanh thúy thân kiếm lóe lên hàng quang đấu lực bạo phát chân sau đạp xuống đất chợt đâm tới mũi kiếm trực tiếp tập trung vào vị trí trái tim càng kình từ phía sau lưng hai chân càng kình đột nhiên dừng bước xoay người vung trảo mã đau lên Ánh sáng trắng như tuyết mang theo sát khí nồng đậm từ trên xuống dưới lóe lên khiến người ta chói mắt. Một đao chém xuống đầu chiến sĩ kia, kéo thẳng xuống vị trí hạ thể. Phục. Máu tươi vọt lên thật cao. Chiến sĩ chợt đâm tới, dừng đi tới, thân thể chậm rãi tách ra hai bên, trong ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Lưỡi không thấy máu, chỉ phát ra hàng quang lạnh lẽo. Lưỡi đao lưu chuyển giống như mặt hồ nước, mơ hồ phản xạ ánh mắt trời, lại khiến người ta khiếp sợ như vậy bịch, bịch. Hai tiếng động vang lên. Hai nửa thân thể ngã xuống mặt đất. Bụi chợt bay lên. Càng kinh cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía quan tài. Đám người khải lạc dẫn tới đồng loạt ngẩng người ra. Không ít người cảm thấy da đầu liên tục tê dại, tay chân lạnh lẽo vô lực. Người không cúng tế bước qua vạch, chết. Giọng nói lạnh như băng trăm năm, khiến người nghe không tránh khỏi rùng mình. Chết. Chết như vậy sao? Không ngờ hắn thật sự dám giết người. Một đau, dứt khoát chém chiến sĩ bát cấp thành hai nửa. Ở trước mặt thành chủ đại nhân, cho dù là người bảo vệ một gia tộc, lúc ra tay cũng ít nhiều lưu lại mặt mũi cho thành chủ đại nhân. Không ngờ hắn hoàn toàn không lo lắng tới điều này, trực tiếp giơ tay chém người. Chiến sĩ bát cấp tác lập cầm, thậm chí ngay cả động tác tránh né cũng chưa kịp làm, đã bị giết chết. Khải Lạc kinh ngạc nhìn càng kinh nhìn thi thể chiến sĩ do mình dẫn tới nằm trên mặt đất, trái tim không ngừng đập nhanh. Theo bản năng, chân trái của hắn lui về phía sau, lại bị một người phía sau vướng chân ngăn cản. Một bàn tay có lực khoát lên trên bả vai hắn, nhất thời cho hắn lòng tin vô cùng lớn. Không sai. Ta sợ cái gì? Khải lạc oán hận nhìn chầm chầm vào càng kình đã trở lại chỗ quan tài. Cho dù hai năm trước ngươi trở thành chiến sĩ thập cấp thì thế nào? Cho dù ngươi có khả năng đạt đến chiến sĩ thập cấp đỉnh phong thì thế nào? Lần này ta dẫn đến chiến sĩ hàng ma. Nếu như ngươi tiếp tục mất tích, qua một thời gian nữa, có thể ngươi sẽ trở thành chiến sĩ hàng ma. Khi đó ngươi trở về, ta còn có chút kiên kỵ với ngươi. Nhưng hiện tại, vừa đúng lúc diệt trường ngươi. Lông mày lôi địch không ngừng dơ lên. Một đao vừa rồi, lực lượng, tốc độ, quả thực rất đẹp. Cả sát khí kia cũng rất đáng tán thưởng. Một đao kia hắn căn bản không dùng toàn lực, chỉ dùng sát khí khiến đối thủ kinh sợ, khiến chiến sĩ bát cấp này tâm thần chấn động chớp mắt, dễ dàng kết thúc cuộc chiến đấu. Tát bác ni châu mày. Người trẻ tuổi này bất ngờ tỏ ra hung mảnh. Không chỉ là hung mảnh, quan trọng hơn còn là tâm tính của hắn. Tuổi trẻ ý chí lại cứng rắn giống như sắt thép, lúc ra tay cũng sẽ không vì thành chủ ở đây mà e ngại. Hoàn toàn không e ngại tát Bác ni liếc mắt nhìn khải lạc bên cạnh lại nhìn càng kình đang dựa vào quan tài len lén gật đầu trong lòng càng thêm xác định lần này nhất định phải ra sức cho khải gia tên mập khải lạc này tính cách thật ra rất mềm yếu nhưng bởi vì có xuất thân từ khải gia nên đặc biệt kiêu căng hơn nữa khải gia có ý định mở rộng thế lực một chút tiến vào thành áo khắc lan, như vậy mình chỉ phải quan tâm mật thiết có thể hoàn toàn khống chế được tình thế khiến khải gia có thể nhận được lợi ích lại không cách nào chân chính phát triển an toàn ở áo khắc lan. Về phần la gia, tác bác ni nhìn càng kình khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi này có ý chí thậm chí có thể còn vượt qua sắt thép, khống chế hắn sợ rằng còn khó khăn hơn khống chế la lâm. Loại nhân tố này nên diệt trừ thì tốt hơn. Ta không quan tâm hắn có phát triển thế lực ở thành áo khắc lan hay không. Chung quy để trở thành một thành chủ cũng có những khó khăn, hạn chế tìm cách để hoàng triều chân sách phải bỏ thành chủ cũ thay thành chủ mới. Chỉ cần ta còn là thành chủ áo khắc lan, tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này có thể xảy ra. Xem xong chưa? Càng kinh hơi loạn choạng cầm bình rượu trong tay, nhìn về phía khải lạc. Như vậy, hiệu trưởng đại nhân, trả bằng chứng người bảo vệ lại cho ta được chưa? Khải lạc nhìn bằng chứng trong tay một chút, lại nhìn đường sinh tử cách đó không xa. Nếu qua nhất định phải cúng tế nếu như không cúng tế chính là tới cửa khiêu khích. Như vậy kết quả chính là như chiến sĩ bác cấp vừa rồi. Khải lạc trao mày, trong lòng có chút do dự giao bằng chứng cho một chiến sĩ thất cấp phía sau nói. Đưa thứ này qua cho hắn. Chiến sĩ thất cấp cầm bằng chứng, cảm giác trong tay giống như đang cầm một hòn than nóng, đồng thời lại nhìn về đồng bọn bên cạnh một chút. Hắn phát hiện những người đó đều theo bản năng nghiêng người sang một bên, làm ra tư thế tránh né. Nói đùa đây chính là đường sinh tử. Bước tới không cúng bái. Vẽ mặt chiến sĩ thất cấp đầy cầu xin, giống như cha mình chết, bước về phía quan tài của La Lâm, giao bằng chứng cho càng kình, sau đó tiếp tục đi về phía bên trong linh đường, tổng cộng dập đầu chín cái, mới nhanh chóng đứng dậy bước thật nhanh trở về trong đội ngũ. Trái tim hắn không ngừng đập mạnh, thân thể cũng rút về phía sau, rất sợ khải lạc sẽ giao có mình chuyện gì đó như đi vào trong. Được. Được. Khải Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn càng kình hung hăng nói. Ngươi là người bảo vệ La Gia, chuyện Khải Tác Tư lúc trước, quả thực không trái với pháp luật hoàng triều chân sách. Nhưng, ngươi làm như vậy chính là tổn thương tới mặt mũi của Khải Gia ta. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy được. Hơn nữa, mắt Khải Lạc lướt qua càng kình, thoáng nhìn La Thanh Thanh đang ôm hài tử ở phía sau càng kinh cách đó không xa, trên khuôn mặt giữ tận hiện ra nụ cười đắc ý. Ta còn có một việc nữa, là tới đón Thanh Thanh. Lông mày càng kinh nhíu lại, mắt đảo qua đường sinh tử kia. Đám chiến sĩ đứng sau lưng Khải Lạc vừa rồi nghe vậy còn hồ hởi, thoáng cái đã suy sụp. Bọn họ không dám xông qua đường sinh tử bắt người. Lưỡi đao trảo mã đao lưu chuyển như nước mùa thu, yên tĩnh nằm ở bên cạnh càng kinh. Một đao bá đạo ngoan tuyệt vừa rồi cũng đủ khiến không ít người gặp ác mộng trong một thời gian. Nam nhân có vóc người cao lớn, Cường tráng nhất đứng phía sau Khải Lạc vừa bước ra nửa bước, Khải Lạc liền đưa cánh tay to mập ngăn lại. Trong nụ cười lộ ra vẻ tự tin khẽ lắc đầu. Cách lan tiên sinh, ngài không cần động thủ. Chuyện này chúng ta có bằng chứng, tất nhiên sẽ có thành chủ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Cho dù là người bảo vệ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ánh mắt càng kinh nhìn chăm chăm vào bình rượu đang lắc trong tay, cũng không nhìn khải lạc. Chuyện hôm nay do tên mập này gây ra hắn thuận tiện muốn xem thử rốt cuộc khải gia mang đến bao nhiêu của cải, có thể thu lại chút lợi tức cho La Lâm được không? Người bảo vệ La Gia. Hai tay khải lạc sửa sang lại cổ áo, làm ra bộ dạng một thân sĩ, mặt cười giả tạo. La Lâm tiên sinh đã qua đời, phu nhân của hắn, nữ sĩ Chu Lễ Tư. Khải lạc đưa mắt tìm mọi nơi trong linh đường một chút, tìm kiếm nữ nhân kia ở trên giường bao giờ cũng khiến hắn kích động muốn đè lên. Nhưng hắn lại phát hiện nữ nhân này thậm chí ngay cả chuyện túc trực bên linh cửu của La Lâm cũng không làm, thật sự quá không hiểu chuyện. Sau đó có cơ hội, nhất định phải đưa nàng lên giường, hung hăng xử lý nàng. Xử lý chết nàng mới thôi. Khụ. Khải Lạc ho khan một tiếng, thoáng ngẩng đầu nói. La Lâm nữ sĩ cũng chính là gia chủ tiếp theo của La Gia, mẫu thân của La Kính cảm thấy thương gia lớn như vậy, chỉ có hai người nàng và La Thanh Thanh, tạm thời không cách nào gánh vác nổi là kính. Lần đầu tiên, tầm mắt của càng kình rời khỏi bình rượu, quay đầu lại nhìn hài tử trong lòng la thanh thanh, đau thương cười nhạt. Tên mập này đúng là càng kinh, la lâm, La kính. Cho nên, từ tâm tình khải lạc dần dần tăng vọt. Nữ nhân chu lễ tư nghĩ nàng và la thanh thanh đều là nữ nhân, cũng sẽ không tiếp tục buôn bán. Đã từng lén đi tìm ta một lần, mong muốn có thể gả la thanh thanh cho một người cháu của ta khải kỳ như vậy có thể tạm thời do khải gia chúng ta tới giúp đỡ la gia quản lý chuyện sinh ý đợi tới lúc la kính lớn lên sau khi trưởng thành lại trả toàn bộ sinh ý của la gia lại cho la kính là được rồi càng kình đưa ngón trỏ đùa với la kính đang ở trong lòng la thanh thanh tiểu tử mập mạp kia ông ngón tay càng kình không ngừng cười khanh khách mang lại hơi thở sống cho linh đường khải lạc thấy thái độ càng kình không để ý như vậy lại điều chỉnh tâm tình của mình một chút, muốn tiếp tục nói hết. Đến lúc đó chỉ cần thành chủ tác bác Ni ra mặt, lấy danh nghĩa pháp luật hoàng triều chân sách, không cần biết ngươi là người bảo vệ gì, tất cả đều vô dụng. Đến lúc đó, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó phụ thuộc vào khải gia. Đúng chỉ là một con chó mà thôi. Khải lạc nghĩ đến chuyện càng kình sẽ biến thành một con chó dưới chân mình, lông mày đang nhíu lại, chợt giãn ra, lộ ra vài phần dâm ý, mỉm cười đối với đề nghị của nữ sĩ Chu Lễ Tư, ta đã suy tính một chút. Ta thấy Khải Gia và La Gia vẫn luôn có quan hệ buôn bán qua lại rất tốt. Hơn nữa cháu ta Khải Kỳ cũng là chiến sĩ không tội, lại đến tuổi cưới vợ, thật ra La Thanh Thanh cũng rất xứng, nên đã thay hắn nhận lời. Ngươi nhận lời. Càng kình hơi hất cầm lên, rất bất lực dụi mắt liếc nhìn Khải Lạc. Như vậy là gả cho Khải Kỳ được sao? Ngươi. Sắc mặt Khải Lạc đỏ lên dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới càng kình nghe xong nửa ngày lại ném ra một câu nói như vậy ngươi khải lạc thở dồn dập mấy hơi lại nghe răng cười chuyện này lại không tới phiên ngươi nói chuyện này ta chưa nghe nói qua ánh mắt càng kình liếc mắt nhìn đường sinh tử khải lạc bởi vì kích động giơ chân lên thấy vậy nhanh chóng thu về chưa từng nghe qua khải lạc không quan tâm cười mời nữ sĩ chu lễ tư ra hỏi sẽ biết thôi càng kinh ngay cả ý định ngẩng đầu cũng không muốn, tiếp tục đùa với La Kính, giọng điệu thản nhiên nói. Chu Lễ Tư đã chết, đi tìm La Lâm. Khải Lạc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn kinh ngạc nhìn càng kinh. Cái gì? Làm sao có thể? Càng kinh chỉ vào quan tài La Lâm. Ở bên trong cùng La Lâm. Chiến sĩ thất cấp vừa trốn đi lại bị Khải Lạc lôi ra. Hắn bất đắc dĩ lại cẩn thận đi tới trước quan tài thoáng nhìn một cái, lại một lần nữa dập đầu chín cái cho La Lâm, trong lòng thầm hận. Lão tử này ngay cả cha mình còn chưa dập đầu nhiều như vậy. Ngày hôm nay lại dập đầu cho tên mập này nhiều như vậy một, hắn còn cha hơn cả cha ta. Quả thực. Chiến sĩ thất cấp thấp giọng ở bên tai Khải Lạc nói, dường như rất sợ càng kình nghe được. Quả thực đã chết. Thật sự. Chết. Mắt Khải Lạc trợn trừng, giống như lẩm bẩm, hoặc như đang chất vấn càng kình cách đây không lâu nàng vẫn sống tốt, làm sao chết được? Đúng vậy, người bảo vệ càng kinh. Tác Bác Ni sử dụng giọng nói nam tính đầy phong độ từ tính của mình chậm rãi hỏi. Bây giờ nghe ra, hình như cái chết của nữ sĩ Chu Lễ Tư không bình thường. Nếu thật như vậy, lại vi phạm pháp luật hoàng triều chân sách. Nàng đột nhiên nói cổ họng đau, sau đó chết. Đám người khải lạc dẫn tới hai mặt nhìn nhau. Nguyên nhân cái chết này tại sao lại nghe có chút quen tai như vậy? A, à, La Lâm. Nguyên nhân cái chết của La Lâm chính là đột nhiên nói đau tim, sau đó chết. Khải Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn càng kình. Ở đây trước chỉ có ba người càng kình, La Thanh Thanh và Chu Lễ Tư mà thôi. Bởi vậy điều này rõ ràng là mưu sát. La Thanh Thanh nguyện ý làm chứng cho càng kình, có thể nói thật sự rất khó tìm được chứng cứ. Bắt La Thanh Thanh lại. Khải Lạc nhìn về phía Tát bác Ni, dùng ánh mắt dò hỏi, lại phát hiện mắt người bảo vệ thành thị Lôi Địch cũng nhìn về phía Tác Bác Ni. Trong ánh mắt Lôi Địch vô cùng bình tĩnh, nhưng tim Khải Lạc lại chìm xuống. Loại chuyện này người bảo vệ thành thị thông thường sẽ không phát biểu ý kiến, động tác của hắn đại biểu cho có ý kiến. Nếu như hắn cũng dùng ánh mắt dò hỏi bắt người, tất nhiên mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng ánh mắt của hắn không bất kỳ tâm tình gì. Điều này đã nói rõ thái độ của hắn. Tát Bác Ni cảm giác được ánh mắt bình tĩnh của lôi địch, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người này mấy năm này rốt cuộc rất hòa khí, nếu người nào có thể cho rằng phích lịch hỏa lôi địch là ông ba phải, chuyện sẽ rất phiền phức. Không nghĩ tới hắn ở trong áo khắc lan chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì, ngày hôm nay lại bày tỏ thái độ. Tát Bác Ni ném ánh mắt xin lỗi cho Khải Lạc. Trong chuyện này, hắn thật sự không có biện pháp nào giúp Khải Lạc bắt la thanh thanh trở lại dùng cực hình ép cung lôi địch ở trong thành áo khắc lang mấy năm nay chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ thái độ gì nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên hắn biểu thị thái độ lại bóc mặt mũi của hắn hắn thật sự gây chuyện đừng nói ta sẽ rất đau đầu sợ rằng khải gia các ngươi rất nhanh sẽ phải thu thập quần áo hoàn toàn rời khỏi áo khắc lang đương nhiên đó còn tính là vận khí khải gia các ngươi tốt rời đi cũng đủ nhanh nếu hơi chút chậm một chút căn bản không cần đi nữa bởi vì không cần đi không có gì để dọn dẹp nữa khải lạc thở dài một tiếng trong lòng hận lôi địch thấu xương hư phía sau khải lạc vang lên một tiếng hừ lạnh nặng nề không ít chiến sĩ trái tim hơi run rẩy khí tức lạnh lẽo từ phía sau khải lạc chậm rãi lan ra bốn phía khóe mắt càng kinh thoáng nhìn phát hiện chiến sĩ đứng sau lưng khải lạc vừa hừ lạnh có thân hình cao lớn bộ râu rậm chiếm hơn nửa khuôn mặt trên người mặt khô giáp kim loại uy phong bàn tay đè xuống đại kiếm bên hông. Trong con mắt màu nâu lóe ra vẻ hung dữ, liên tục quan sát lôi địch, rất có vẻ bất mãn thậm chí không phục đối với người bảo vệ thành thị. Khải lạc vỗ vai người nam tử cường tráng phía sau, nhỏ giọng nói. Cách lan tiên sinh, mong tiên sinh không nên nông vội. Bàn tay cách lan đè lên chui kiếm dùng sức vung lên. Đại kiếm và khôi giáp phát ra một tiếng va chạm, mơ hồ lộ ra chút khí tức sát phạt trên chiến trường, trong lòng âm thầm xem thường nhìn lôi địch. Mọi người đều là chiến sĩ hàng ma. Ta phải sợ ngươi sao? Ở trước mặt ta, đừng giả vờ. Nếu chọc tới ta, ta sẽ chém ngươi, đổi lại để ta làm người bảo vệ thành thị. Lúc Khải Lạc nhìn về phía càng kình, khuôn mặt tươi cười đã có chút cứng nhắc. Nữ sĩ Chu Lễ Tư xem ra quá tưởng niệm La Lâm Tiên Sinh, mới có thể đi theo La Lâm Tiên Sinh như vậy. May mà lúc Chu Lễ Tư giúp La Thanh Thanh cầu hôn, còn có một người ở đó. Đó chính là thành chủ đại nhân Tát Bác Ni. Khải Lạc thoáng nghiêng người về phía bên cạnh, bộ dạng vương cánh tay tiến cử người, đắc ý nói. Ta nghĩ, có thành chủ đại nhân, người danh vọng như vậy đến làm chứng, cũng sẽ không giả chứ. Tát Bác Ni bất mãn trừng mắt với Khải Lạc, trong lòng rất không thích hắn cột mình vào chiến xa của Khải Gia như vậy. Nếu lúc này hắn phản bác lời Khải Lạc, nói không có chuyện này, chẳng khác nào trở mặt với Khải Gia. Đến lúc đó, nếu càng kình yêu cầu nghiêm túc điều tra cái chết của La Lâm Mình sẽ càng thêm bị động Tát Bác Ni thở dài, mỉm cười hướng về phía càng kình gật đầu Trong lòng thầm nói với mình Làm thành chủ, quan trọng nhất không phải là áp đảo tất cả thế lực Sẽ khiến thế lực lớn hơn bắn ngược Cần phải ở chính giữa chơi trò cân đối các bên Thu được nhiều lợi ích từ các thế lực Mới là chuyện một thành chủ thông minh nên làm Khải Lạc rất tự hào khi mình cơ trí Tùy cơ ứng biến kéo tác bác ni cùng xuống nước như vậy. Trên mặt hắn không khỏi lại thêm vài phần đắc sắc. Cho nên, người bảo vệ càng kinh. Ca ca và tẩu tử như cha mẹ. Nếu như cha mẹ và ca ca của La Thanh Thanh đều đã chết, như vậy nữ sĩ Chu Lễ Tư Quả thật có quyền lực làm chủ cho nàng. La Thanh Thanh ông La Kính, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, giấu thân thể sau lưng càng kình, đợi nằm nhân như núi lớn che gió che mưa cho mình lên tiếng. Ca ca đã nói qua, tất cả đều phải tin tưởng càng kinh. La Thanh Thanh ôm chặt La Kính hơn một chút. Cho dù ca ca không nói cho ta biết, ta cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn. Trốn sau lưng càng kinh, La Thanh Thanh có một cảm giác an toàn chưa từng thấy. Dường như cho dù trời sập xuống, nam tử trước mặt này cũng có thể giơ tay chống trời, nhất định sẽ không để cho trời rơi xuống tổn hại mình dù chỉ một chút. Chu lễ tư tính là cái gì? Càng kình đưa tay vỗ cánh tay La Thanh Thanh phía sau tỏ vẻ thoải mái. Nếu như ngươi nói chỉ là chuyện này, như vậy có thể đi. Ngươi, Khải Lạc không nghĩ tới, mình đưa cả thành chủ ra, đổi lại là một câu nói như vậy. Hắn vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tát Bác Ni. Tát Bác Ni tức giận trừng mắt với Khải Lạc, thận trọng bước tới nửa bước, cũng không vượt qua đường sinh tử. Đây không phải là sợ càng kình, mà nể mặt lôi địch ở bên cạnh có thể khiến hắn biểu thị thái độ như vậy hiển nhiên hắn và tiểu tử đối diện kia có chút quan hệ hiện tại chỉ có thể sử dụng phương pháp lúc trước tới xử lý cho xong chuyện mới được tát Bác ni vẫn duy trì nụ cười của một thành chủ người bảo vệ càng kình người nói như vậy không đúng càng kình nghiêng đầu nhìn về phía tát Bác ni thân thể chậm rãi đứng lên trong tay đã cầm đấu binh trảo mã đao kế đô dết người không dính máu mười chiến sĩ phía sau khải lạc đối mặt với một mình càng kình chỉ vừa thấy hắn đứng lên đã đồng thời lui về phía sau một bước tay không tự chủ được đặt lên trên vũ khí của mình cảnh giác nhìn hắn thế nào là không đúng la thanh thanh là nữ nhân của càng kinh ta có người chạy tới bảo muốn nữ nhân của ta ta còn phải quỳ trên mặt đất hai tay dâng lên sao càng kinh đột nhiên trợn trừng hai mắt giọng điệu vốn đau thương nhàn nhạt lúc trước trong phút chốc chuyển thành hung bạo như tiếng sấm rền trong tay hắn cầm chui trảo mã đau nặng nề đánh xuống sàn nhà khiến sàn nhà vỡ nát chui đau xuyên vào trong đất toàn bộ thân đau rung lên linh đường yên tĩnh chỉ còn lại có mọi người kinh ngạc tiếng hít thở khải lạc ngơ ngác nhìn càng kinh dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được người trẻ tuổi này lại đột nhiên nói ra một lý do như vậy Tác bác ni ngạc nhiên nhìn càng kinh dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người trẻ tuổi này vừa mở miệng, liền trực tiếp phá hỏng tất cả những lời trước đó hai tay la thanh thanh ôm la kính, ngửa đầu nhìn bóng lưng như núi của nam tử trước người, mắt lại một lần nữa thoáng ướt, hạnh phúc gần như phải lấp đầy trái tim. Tát bác ni sửng sốt một chút. Lời mình nói ra đổi lại không ngờ là tiếng rít gào của người tuổi trẻ này. Giữa hai lông mày nhíu lại, có chút bất mãn. Người trẻ tuổi, không thể nói lung tung. Thành chủ đại nhân. Càng kinh hờ hững đáp lại. Cho nên ta nói, chu lễ tư tính là gì? chuyện ta cưới la thanh thanh là do la lâm làm chủ khải lạc nở nụ cười lại là một người chết không có đối chứng ta lấy ra chu lễ tư nói chuyện ngươi liền lấy la lâm cũng là một người chết ra nói chuyện phải không vẻ tươi cười trên mặt khải lạc lại tăng thêm vài phần đắc ý về chuyện chu lễ tư tiền ta cầu hôn có thành chủ đại nhân làm chủ ngươi nói chuyện này càng kình tiến tới một bước trừ ba người cách lang tát bác ni lôi địch ra, mọi người đồng loạt lui về phía sau một bước, hình như chỉ có duy trì khoảng cách như vậy mới có thể cảm giác an toàn. Càng kinh tiêu sái, không ngừng đi từng bước tới phía trước. Mọi người theo bản năng súng lại với nhau. Chỉ có tập trung lại một chỗ, trong lòng bọn họ mới có cảm giác an toàn. Người bảo vệ thành thị đại nhân. Càng kinh sờ tay vào ngực, cẩn thận lấy từ trong đấu giới ra lá thư cuối cùng của La Lâm, nhẹ nhàng giao đến trong tay lôi địch. Ngài nhìn qua làm chứng một chút. Tác Bác Ni thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, càng kinh có quen biết Lôi Địch, tại Áo Khắc Lang không có mấy người biết hắn là người bảo vệ thành thị. Người trẻ tuổi này có thể nói ra thân phận của hắn. Mình sớm biết thật sự không nên dính vào chuyện này. Xem ra phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mà không đắc tội cả hai bên mới được. Lôi Địch xem lá thư, ban đầu sắc mặt bình thản, sau đó giữa hai lông mày dần dần nhíu lại, có chút tập trung, mắt căn bản không nhìn đi chỗ khác, chỉ nhìn chầm chầm vào di ngôn của La Lâm. Sau khi xem xong, hắn thở dài một hơi, trả lá thư lại cho càng kình, sắc mặt rất thành thật nói. Quả thực, đúng như lời ngươi nói. Trong lá thư La Lâm đúng là đã nói. Hắn là một ca ca tốt, cũng là một nam nhân tốt. Hừ. Cách Lan phát ra tiếng hừ lạnh thứ hai. Một lá thư, chỉ một mình ngươi xem qua, nói như thế nào chẳng được. Nói dứt điểm, là già cho hắn không phải rất tốt sao? Mày kiếm của lôi địch nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, toàn thân giống như một ngọn núi đang ngủ say gần thức tỉnh. Tác bác ni vội vàng chen vào giữa hai người nói. Đối với nhân phẩm của lôi địch, ta tin. Chuyện này, ta có thể bảo đảm cho người bảo vệ thành thị của chúng ta. Cách lan phát ra tiếng hừ lạnh thứ ba trong ngày sắc mặt tác bác ni cũng bắt đầu trầm xuống. Thế nào? Cách lan tiên sinh cũng khinh thường không tin bản thành chủ sao? Từ xưa tới nay, chuyện bản thành chủ làm luôn công chính, nhưng cũng không phải đại biểu là sợ ai, hoặc là sợ thế lực nào. Khải lạc thấy tác bác ni biến sắc, trong lòng thầm trách cách lan tự cao nghĩ mình là chiến sĩ hàng ma, ai cũng không để vào trong mắt. Lần đầu tiên hừ lạnh là biểu hiện thực lực và bất mãn. Hai lần hừ lạnh sau chính là ngu xuẩn nếu thật sự khiến tác bác niên nhiên về phía lôi địch ngày hôm nay có thể nắm được la gia mới là chuyện lạ thành chủ đại nhân cách lang tiên sinh không phải có ý đó khải lạc vội vàng nói ngài cao thượng thế nào toàn bộ tỉnh vĩnh lưu đều biết nếu chuyện như vậy tốt nhất là mời thành chủ đại nhân quyết định giúp dù sao nữ sĩ chu lễ tư đã cầm tiền cưới hỏi của khải gia chúng ta nếu như bị la gia tự hôn chỉ sợ khải gia chúng ta cũng không tiếp nhận được Tác Bác Ni bất mãn liếc mắt nhìn Khải Lạc. Chu Lễ Tư đã chết, ngươi há miệng nói như thế nào chẳng được. Nếu Khải Gia bị người từ hôn, loại chuyện này quả thực tương đối nghiêm trọng. Việc này liên quan tới thể diện một gia tộc. Lôi địch ho khan một tiếng. Thành chủ đại nhân, Chu Lễ Tư chẳng qua chỉ là nữ nhân của La Lâm. Cái nhà này tự nhiên là lời La Lâm nói mới tính. Nữ nhân gả cho La Lâm đưa ra quyết định nếu như có thể phủ định quyết định của gia chủ La Lâm, chuyện này truyền đi, sợ rằng sẽ bị chế nhạo. Tác Bác Ni có một cảm giác kích động muốn giết chết hai người hai bên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nếu mình tán thành Chu Lễ Tư có thể phủ định lời nói của gia chủ La Lâm, truyền đi mọi người chế nhạo chỉ có thể là thành chủ áo khắc lan. hư. Mũi cách lan lại hướng lên trời phát ra tiếng hừ lạnh thứ tư, rất bất mãn nói. Đâu cần phiền phức như vậy. Hoàng triều chân sách không phải có một lệ cũ sao? Trước đây xuất hiện tình huống tương tự, hai nam nhân tranh một nữ nhân, không phải là hai bên đánh một trận, người nào thắng người đó cưới nữ nhân kia sao? Tát bác ni nhìn thấy chiến sĩ hàng ma này mũi hướng lên trời, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ lạnh, cũng không cảm thấy đáng ghét như lúc đầu. Chí ít phương pháp này thoạt nhìn có vẻ như công bằng với cả hai bên. Càng kinh là chiến sĩ. Trước đó, Khải Lạc cũng đã nói Khải Kỳ là chiến sĩ, vậy thì quyết đấu. Nếu như ai đứng ra nói không công bằng, chẳng khác nào không biểu hiện và tự động bỏ quyền. Khải lạc hay lôi địch cũng không tiện kháng nghị gì. Phương pháp này không tồi. Tác bác Ni rất nghiêm túc gật đầu. Hai bên cảm thấy thế nào? Khải lạc nhìn càng kình, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Một đao vừa rồi quả thực quá mức kinh người. Lúc trong tay càng kình cầm theo đao, khí thế cũng có chút kinh người tuy khải kỳ cũng là chiến sĩ thập cấp chân chính chống lại hắn thắng thua cũng khó nói khải lạc hơi trầm ngâm một chút nói phương pháp này quả thật không tệ chỉ có điều đây cũng không chỉ là chuyện giữa hai nam nhân đi thảo luận chuyện này có thể nói là hai gia tộc nếu như chỉ một trận có chút qua loa theo cá nhân ta thấy không bằng so đấu ba trận một hồi là chiến sĩ quyết đấu với chiến sĩ một trận là ma pháp sư quyết đấu với ma pháp sư Trận cuối cùng là ma pháp sư phối hợp với chiến sĩ đánh đôi. Khải Lạc thấy lôi địch muốn mở miệng lên tiếng, vội vàng nói. Chuyện này dù sao cũng là chuyện giữa hai gia tộc. Nếu như ngay cả chút thực lực ấy cũng không làm được, không phải có chút quá tệ sao? Dĩ nhiên, nếu như càng kình cảm giác mình cũng có thể đánh, một mình có thể đánh hết ba trận, khải gia chúng ta cũng không để ý. Dĩ nhiên, nói như vậy, của cải bên la gia hình như có hơi ít ta vẫn mong càng kình có thể tìm ma pháp sư tới. Như vậy cũng thể hiện sự tôn trọng đối với khải gia chúng ta. Phương pháp này không tồi. Vẻ mặt tác bác ni rất nghiêm túc tán thành gật đầu. Như vậy cũng có thể thấy được thành ý của hai bên. Không biết càng kình thấy thế nào? Quyết đấu. Càng kình nhíu mày. Khải gia có liên quan đến cái chết của La Lâm, ta còn cần tôn trọng các ngươi sao? Mình vì báo thù cho tiểu mập, không chứng cứ chém người của khải gia, cùng lắm chính là bị đầy đến chiến trường nhân ma. Chỉ có điều như vậy sẽ liên lụy đến La Gia. Thật ra quyết đấu như vậy cũng là một biện pháp không tệ, thuộc về giết người hợp lý. Ở trước mặt thành chủ, chém toàn bộ người của Khải Gia, lại không làm trái với pháp luật hoàng triều. Cho dù một mình đánh cả ba trận thì sao? Càng kinh tiên sinh không biết có tìm được ma pháp sư không? Thực sự không được, Khải Gia chúng ta có thể giúp một tay. Chuyện này, chúng ta vẫn mong công bằng một chút khải lạc giả vờ chế nhạo trong lòng âm thầm cầu nguyện càng kinh ngàn vạn lần không tìm được ma pháp sư chính là nóng đầu đáp ứng một mình đánh ba trận càng kinh cười nhạt vừa định mở miệng ở cửa phòng lại truyền đến một giọng nữ rụt trè chuyện này ta có thể chứ mọi người cùng quay đầu nhìn lại phát hiện trước cửa lớn có một học viên ma pháp gian người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng chiếc mũ pháp sư rất lớn che khuất khuôn mặt nàng nên không thấy rõ khuôn mặt thế nào nhưng thông qua giọng nói có thể đoán được là nữ tính. Bích Lạc đứng ở trước cửa, thông qua mép mũ ma pháp sư khiếp sợ nhìn bầu không khí dương cung bạc kiếm trong sân. Hai tay nàng để ở trước người khẩn trương chà sát, mãi đến khi phát hiện ra càng kình trong đám người, mới quyết tâm chậm rãi đi tới. Không lâu trước, khi ở trong trường, càng kình nghe được chuyện la lâm liền xoay người rời đi. Bích Lạc có chút lo lắng theo sau. Chỉ có điều vì thể lực nên tốc độ chậm hơn nhiều so với càng kình trên đường chạy thở hồng hộc, khó khăn lắm mới qua tới nơi, nghe được vài lời nói cuối cùng của hai bên, mới có dũng khí để lên tiếng. Khải Lạc là người đầu tiên nở nụ cười. Đây không phải là Bích Lạc sao? Chính là học viên ma pháp tệ nhất học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan từ trước tới nay. Thật không ngờ nàng lại ra mặt muốn tới giúp Càng Kinh. Điều này thật sự quá tốt. Nếu như Càng Kinh thật sự may mắn tìm được một ma pháp sư cường đại, như vậy thật sự là một chuyện đặc biệt phiền phức nếu như lời bích lạc nói, thực sự quá hoàn mỹ. Ta không có ý kiến. Khải lạc nhún vai, khiêu khích nhìn về phía càng kình. Cũng không biết bạn học càng kình có dám hợp tác với ngươi hay không. Càng kình nhìn về phía bích lạc, phát hiện nữ học viên ma pháp sư này ngày thường rất nhát gan, dưới mép mũ ma pháp lại lộ vẻ rất nghiêm túc, rất muốn hỗ trợ, không có ý định lùi bước. Càng kình lạnh lùng cười. Quyết đấu. Trong pháp luật Hoàng Triều chân sách có quy định rõ ràng, trong lúc quyết đấu người giết chết đối thủ sẽ không tính là mang tội giết người cách lan và khải lạc đưa ra ý định quyết đấu này chẳng qua là tìm cho mình lý do giết người hợp lý mà thôi bích lạc bước qua cánh cửa từng bước một đi về phía trong viện các chiến sĩ thân hình cao lớn cường tráng đối mặt với nữ học viên mà pháp sư thoạt nhìn vóc người nhỏ nhắn hơn nữa có vẻ khiếp sợ bất tri bất giác tránh về hai phía nhường đường cho nàng đi tới linh cửu bích lạc đi tới trước linh cửu cúi người bái thật sâu về phía quan tài của la lâm mái tóc mềm nhẹ từ hai vai chảy xuống khiến người ta có một kích động muốn bỏ chiếc mũ ma pháp ra quan sát nàng ha hả khải lạc cười vài tiếng châm biếm xem ra càng kình cũng không dám để bích lạc hợp tác vậy không bằng chúng ta giúp ngươi tìm một người khác Ngay thường bích lạc rất nhát gan lại đi tới gần càng kình tỏ ý muốn giúp một tay điều này khiến càng kình có chút bất ngờ nữ hài đặc biệt nhát gan trong sơn cốc tứ quý cũng biết trong trận quyết đấu này khả năng bị chết rất lớn còn có hành động như vậy sao quyết đấu trong hoàng triều chân sách mà nói rất nhiều lúc đại biểu cho trên lôi đài không chết không thôi mãi đến khi một bên chết mới có thể kết thúc bích lạc lẳng lặng đứng ở trước mặt càng kình mũ pháp sư lại hạ thấp xuống một chút bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại có can đảm lựa chọn hỗ trợ trong quyết đấu nguy hiểm như vậy đi mấy giờ rồi trong lòng càng kình hạ quyết tâm. Cùng lắm đến lúc đó mình đánh một lèo ba trận. Mình không phải chỉ có một lá bài tẩy. Hàng ma cửu chiến. 18 búa thăng phong, phong vân kim thân sắc, vạn ảnh, còn có cả khôn đấu kỹ, thứ giấu dưới đáy hòm của càng gia, phi đao thần xạ bất kỳ ai cũng không biết. Ma pháp sư. Càng kình cũng không quá lưu ý, muốn lợi dụng khoảng cách sai. Điều đó không thành vấn đề. Trên đời này kẻ địch trời sinh của ma pháp sư là ai? Cung tiễn thủ. Đáp ứng. Khải lạc không thể tin được vào tai mình. Càng kinh biết rõ bích lạc là học viên ma pháp tiêu chuẩn thế nào, không ngờ lại đáp ứng. Hắn quá kích động hay có lá bài tẩy gì? Lẽ nào hắn là chiến sĩ hàng ma? Khải lạc dùng sức lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự dễu. Điều phỏng đoán này quá mức hoang đường. Càng kinh sao có thể là chiến sĩ hàng ma được? ngày sau nếu như có vận khí tốt, có lẽ có thể sẽ trở thành chiến sĩ hàng ma, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể trở thành chiến sĩ hàng ma. Muốn trở thành chiến sĩ hàng ma, cần có bí pháp đấu khí. Hai năm qua, càng kinh mất tích ở dãy núi Lạc Nhật, căn bản không thể nào tiếp xúc được tới bí pháp đấu khí. Nhiều nhất chẳng qua là thực lực chiến sĩ thập cấp được đánh bóng rất kinh người mà thôi. Không sai. Nhất định là như vậy. Khải Lạc càng nghĩ càng cảm giác suy đoán của mình chính xác. Cách Lan chẳng những là chiến sĩ hàng ma, hơn nữa còn là chiến sĩ hàng ma sử dụng bí pháp 18 đấu khiếu cô động đấu khí, tính ra cũng được 5 năm. Lại thêm Khải Kỳ. Hừ. Không sai, cháu của ta Khải Kỳ, hắn có thêm một vương bài chân chính mà bất kỳ ai cũng không nghĩ ra được. Chiến sĩ huyết mạch. Khải Lạc hưng phấn nắm chặt hai tay. Cho tới bây giờ Khải Gia vẫn không phải là gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Lần này bởi vì đệ đệ cưới được một nữ nhân chi mạch trong gia tộc huyết mạch lôi báo. Nữ nhân trong chiến sĩ huyết mạch truyền thừa, cho tới bây giờ gần như sẽ không xuất hiện khả năng huyết mạch thức tỉnh, càng gần như không có cơ hội tự nhiên thức tỉnh. Nhưng không ngờ Khải Kỳ lại trở thành người may mắn gần như không thể đó. Khải gia không tiến hành làm tế đàn thức tỉnh huyết mạch gì đó, nhưng hắn thành công tự nhiên thức tỉnh. Hôm nay hắn gần như chính là tương lai mà tất cả Khải gia mong muốn thậm chí có người còn đưa ra ý kiến bồi dưỡng hắn làm người thừa kế gia chủ. Lần này đưa hắn tới áo khắc lan, một là giúp đỡ khải lạc cướp đoạt địa vị hiệu trưởng học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Đối với một gia tộc mà nói, có thể khống chế một học viện ma pháp và chiến sĩ, cho dù là học viện sơ cấp, sau này cũng có thể từ đó tìm được nhân tài cần thiết, hơn nữa sẽ tăng thêm dòng chính. Thứ hai, cũng để cho Khải Kỳ tới tiến hành một lần rèn luyện, để hắn tiến vào trong hội giao lưu luận bàn của học viện, dẫn dắt một học viện nhỏ yếu đánh ra một vài trò hay, dễ dàng được học viện chiến sĩ chất lượng tốt, cao cấp nhìn trúng, do đó trở thành trọng điểm được mời chào, trở thành đối tượng được trọng điểm để bồi dưỡng. Khải Kỳ. Không sai. Ta còn có Khải Kỳ. Khải Lạc nghĩ đến cháu trai, trong lòng tràn ngập lòng tin vô hạn. Cho tới bây giờ chiến sĩ huyết mạch đều là vô địch. Cho dù cách Lan đã tiến vào cảnh giới cường giả chiến sĩ hàng ma 5 năm, năm, đối mặt với Khải Kỳ cũng sẽ không biểu hiện sự kiêu ngạo. Nếu càng kinh cho rằng có thể, như vậy không bằng ngày mai tiến hành. Trên mặt Khải Lạc lộ ra nụ cười hiền hòa của một trưởng bối nhìn chầm chầm vào càng kinh, rất sợ mình quyết định thời gian quá gần, càng kinh đột nhiên suy nghĩ thông suốt, qua lôi địch tìm được ma pháp sư cường đại hơn, thay thế cho học viên ma pháp sư kém cỏi như bích lạc. Càng kinh cười đáp, nếu thời gian là do các ngươi lựa chọn, như vậy địa điểm để cho ta chọn được chứ? Khải Lạc vô cùng tự tin, giang hai tay ra, bộ dạng tùy theo càng kinh. Có thể, ở trong này, càng kinh chỉ vào mặt đất dưới chân, khí thế bá đạo từ trong thân thể chật bạo phát. Ở linh đường trong viện, ta muốn để cho tiểu mập nhìn thấy tất cả. Tác bát ni nhìn chầm chầm vào càng kinh, lặng lẽ hít sâu một hơi. Khí thế kia, Hắn ở tuổi này lại có khí thế bá đạo như vậy sao? Ta ở vào tuổi hắn nếu như gặp hắn. Sợ rằng khí thế của lôi địch ở tuổi này cũng kém xa so với càng kinh. Lẽ nào càng kinh là đồ đệ của lôi địch? Phích lịch hỏa này trước đây không chịu thu đồ đệ, cuối cùng đã nhận rồi sao? Rất có khả năng. Tác bác ni càng nhìn càng kinh, càng khẳng định suy đoán của mình. Lôi địch này rõ ràng không phải là chiến sĩ huyết mạch, lại có thực lực bá đạo như vậy hơn nữa tác phong hành sự cũng luôn bá đạo người trẻ tuổi trước mắt này thật sự có vài phần tương tự nếu như nói có chỗ nào bất đồng chính là càng kình có vẻ sắc bén lợi hại hơn lực trùng kích đáng sợ hơn cả người giống như một chiến đao đã ra khỏi vỏ chờ một chút mắt tác bác ni đột nhiên hiếp lại thành một khe hẹp hàng quan trong mắt tập trung ở trên người càng kình trong lòng kinh hãi thiếu chút nữa thốt lên thành lời chiến sĩ hàng ma trời ạ à. Lực chú ý của tác bác ni dường như bị đóng đinh ở trên người càng kình, trong lòng dâng lên từng đợt sông lớn ngập trời. Sự phát hiện này thực sự quá bất ngờ. Lẽ nào tiểu tử này là chiến sĩ huyết mạch? Không có khả năng. Tác bác ni lập tức phủ quyết suy đoán của mình. Thiếu niên chưa tới 19 tuổi, nếu như là chiến sĩ huyết mạch, như vậy muốn phát ra cảnh giới chiến sĩ hàng ma, phải sử dụng huyết mạch thức tỉnh biến thân. Nhưng người trẻ tuổi này, trên người nhìn không ra một chút biến hóa nào. Người bình thường. Tát Bác Ni cảm giác cơ lưng trở nên cứng ngắc. Tình huống này thực sự khiến người ta quá mức chấn động. Một người bình thường chưa đến 19 tuổi, không ngờ đã vọt vào cảnh giới chiến sĩ hàng ma. Cho dù hắn chỉ sử dụng bí pháp 12 đấu khiếu ngưng tụ đấu khí, cũng thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Tát Bác Ni chật vật chuyển lực chú ý ra khỏi người càng kình, len lén nhìn lôi địch bên cạnh, âm thầm tự bảo mình. Xem ra, Càng kinh này chắc chắn là đồ đệ của hắn. Vừa nãy ta giúp đỡ Khải Lạc như vậy, dường như rất dễ đắc tội hắn. Xem ra sau này phải thông báo với Khải Lạc một chút, thời điểm chiến đấu bất kể như thế nào cũng không thể giết chết Càng kinh. Nếu không phích lịch hỏa nổi cơn hung bạo, sau lưng của hắn còn có thêm nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu chống đỡ. Một nghiệp đoàn chiến sĩ hành tình, nếu như nổi giận, như vậy thì cho dù là Khải Gia. Trong lòng lôi địch thầm giật mình không hề nhỏ hơn so với tác bác ni. Ban đầu vốn tưởng càng kình chẳng qua chỉ là chiến sĩ thập cấp đỉnh phong, như vậy tối nay sẽ suốt đêm chuẩn bị cho hắn một đại trận đấu linh, đồng thời liều mạng trái với quy của nghiệp đoàn chiến sĩ, lén lén truyền trước cho hắn bí pháp 72 đấu khiếu ngưng tụ đấu khí, vào ngày mai chiến đấu với khải gia. Bí pháp ngưng tụ đấu khí thường thừa, vĩnh viễn đều là bí pháp ngưng tụ đấu khí thường thừa. So với một chiến sĩ hàng ma sử dụng bí pháp 12 đấu khí cô động thành công đã 5 năm, 72 đấu khiếu chỉ cần ngưng tụ cả đêm, chỉ bắt đầu từ trình độ đấu khí mà nói, vẫn vượt lên một đầu. Không ngờ đã ngưng luyện. Trong lòng Lôi Địch thầm thở dài. Chỉ không biết là bí pháp ngưng tụ bao nhiêu đấu khiếu. Nếu như số lượng đấu khiếu quá ít, tối nay ta thật sự phải bận rộn đến chết, đánh tan đấu lực đã trở thành đấu khí của hắn sau đó sẽ sử dụng đấu linh trận và bí pháp 72 đấu khiếu giúp hắn ngưng tụ một lần nữa. May là tiểu tử này là rèn tạo sư. Sau khi nghiệp đoàn chiến sĩ biết, sẽ bổ sung cho hắn một phần thủ tục gia nhập mà thôi. Hơn 10 chiến sĩ sau khi nghe thấy lời càng kinh nói, liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt khí thế kia giống như hóa thành một bức tường hữu hình, đẩy bọn họ liên tục lui lại. Chiến sĩ hàng ma Lần đầu tiên cách lan lộ vẻ kinh ngạc khí thế như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người một chiến sĩ thập cấp. Chiến sĩ hàng ma. Nhất định là chiến sĩ hàng ma. Nhưng, cách lan nhíu mày. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn còn chưa tới 19 tuổi, sao có thể trở thành chiến sĩ hàng ma được? Không trách được hắn kiêu ngạo bá đạo như vậy, dám vẽ trên mặt đất đường sinh tử. Chiến sĩ hàng ma quả thật có tư cách làm loại chuyện như vậy. Khải lạc bị khí thế ép cũng muốn lui về phía sau, bàn tay cách lan chống vào phía sau lưng của hắn. Làm người chịu trách nhiệm chuyện của Khải Gia lần này, nếu như bị một người còn chưa tới 19 tuổi chỉ bằng vào khí thế ép lui về phía sau, điều này thực sự quá khó coi. Cho dù hắn là chiến sĩ hàng ma, cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Tiếng quát càng kinh lại chuyển, biến thành bộ dạng tươi cười, lạnh lùng xem thường khiêu khích. Hiệu trưởng Khải, nếu đã quyết đấu, không bằng chúng ta đánh cược gì đó góp vui. Trong lòng Khải Lạc có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng cũng không dám có bất kỳ biểu hiện yếu thế nào. Lần này hắn đại biểu cho Khải gia. Khải gia đối mặt với một thiếu niên chưa tới 19 tuổi, sao có thể tỏ ra yếu thế được? Người muốn đánh cược cái gì? Khải Lạc vẫn duy trì nụ cười có chút gượng ép. Trong quyết đấu đánh cược gì đó cũng là một loại truyền thống của Hoàng Triều. Đánh cược nhỏ một lần, chúng ta đánh cược hai thứ. Càng kình đưa tay nắm lấy cái bình đặt ở bên cạnh linh cửu. Phía này là toàn bộ chứng nhận tài sản của La Gia. Trên khuôn mặt nút nít thịt của Khải Lạc liên tục trung rỡ, trong đôi mắt lập tức phóng ra ánh sáng tham lam. Nguyên nhân lần này tới đây không phải là vì tài sản của La Gia sao? Loại khác. Khải Lạc hít thở có chút gấp gáp. Chuyện bận rộn mấy ngày nay, cuối cùng đã hoàn toàn thấy được ánh sáng lúc trạng đông. Cho dù sử dụng con đường cháu trai cưới được La Thanh Thanh nuốt sản nghiệp La Gia này, cũng tuyệt đối không bảo đảm có thể nắm được những chứng nhận tài sản kia. Càng kình dơ ngón trỏ tay phải lên, dùng sức đâm vào đầu mình, gương mặt tản ra hàng khí giống như cực băng hồ được bồi dưỡng, bình tĩnh nói. Còn có, cái mạng này của ta. Khải lạc tiên sinh, ta muốn đánh cược. Một là khải gia lấy ra gia sản nhiều ngang với la gia. Một thứ khác, chính là ta muốn đánh cược tính mạng với ngài. Quyết đấu ta thua, gia sản cho ngươi, đầu của ta tùy ngươi chém. Nếu như ngươi thua, cũng cầm gia sản tới, đồng thời còn phải đưa đầu của ngươi qua, để ta chặt bỏ. Trái tim Khải Lạc bỗng nhiên chững lại, da đầu tê dại liên tục co giật. Đánh cược tính mạng, loại chuyện này lại nói ra với giọng điệu bình tĩnh như vậy, so với dùng tiếng rít gào hoặc sự lạnh lùng, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị đáng sợ. Một khí tức điên cuồng dường như rất nhanh lan tràn ở trong viện. Đương nhiên. Giọng điệu càng kinh đột nhiên tăng cao. Ta thì không sao, nhưng không biết Khải Gia có dám nhận vụ đánh cược này hay không. Nếu như thực sự không có can đảm, ta không ngại giảm tiền đặt cược xuống một chút. Thân sắc tác bác Ni đang ngưng trọng chợt thêm chút nghiền ngẫm. Cách đây không lâu, lời nói tương hình như do chính miệng Khải Lạc nói ra. Không nghĩ tới trong nháy càng kinh cũng dùng lời nói xem thường, khiêu khích ném trả lại phía Khải Lạc. Càng kinh này không chỉ bá đạo, còn đủ can đảm điên cuồng càng khó hơn chính là hắn thoạt nhìn còn không phải là kẻ ngu ngốc tuy rằng không biết hắn có lá bài tẩy gì lại tin chắc mình nhất định có thể thắng như vậy nhưng nếu dám xem thường khải gia nhất định là một lá bài tẩy không tầm thường bất tri bất giác đánh giá của tác bác ni đối với càng kình liên tục tăng cao không còn nhìn hắn với ánh mắt xem thường đối với chiến sĩ hậu bối nữa mà là đưa hắn lên tầm cao gần như có thể nói chuyện ngang hàng với mình một chiến sĩ chưa tới 19 tuổi đã trở thành chiến sĩ hàng ma, tiền đồ tương lai của hắn. Tát Bác Ni nhanh chóng đưa ra so sánh. Nếu như lần này càng kình không chết hơn nữa không bại, như vậy thật sự phải một lần nữa lo lắng về vấn đề nên nhiên về khải gia hay la gia. Đánh cược tính mạng. Khải Lạc chưa bao giờ muốn cùng người khác làm loại chuyện đánh cược tính mạng này. Tuy rằng tài sản la gia kém hơn so với khải gia, nhưng nếu như cầm toàn bộ tài sản la gia ra đánh cược, dường như là một khoản tiền lớn. Tiên sinh Khải Lạc. Cách Lan hơi không lưng ở bên tai Khải Lạc nhỏ giọng nói. Ngài phải tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng thiếu gia Khải Kỳ và ma pháp sư cách lâm bàn. Đúng. Ngươi nói không sai. Tinh thần Khải Lạc đang do dự đã trấn tĩnh lại. Có Khải Kỳ, có cách lâm bàn, lại có cách Lan tiên sinh, làm sao có thể thất bại được. Cách Lan khẽ cười đứng thẳng lưng, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào càng kình âm thầm tự hỏi, ngày mai quyết đấu tất nhiên là đương sự thiếu gia khải kỳ sẽ xuất chiến, căn bản không có cơ hội tới lượt mình. Nhưng để đề phòng ngày mai có bất kỳ biến cố gì, tối nay mình có thể len lén đến đối chiến với càng kình trước, tiêu hao hết phần lớn đấu khí của hắn, đồng thời khiến hắn bị thương nặng một chút. Đến ngày mai, khi hắn đối chiến cùng thiếu gia khải kỳ. Hư hư. Cách lan thầm hài lòng vì quyết định của chính mình, không nhìn được phát ra những tiếng cười nhạt đắc ý nếu càng kình có ý muốn đánh cược nếu như tài sản la Gia do ngươi định đoạt ánh mắt khải Lạc lướt qua càng kình nhìn la thanh thanh trốn sau lưng hắn lộ ra hàm răng hơi ố vàng do hút thuốc quá nhiều cười nói ta thật sự cũng muốn đánh cược xem sao la thanh thanh chậm rãi đứng hơi nghiêng ở phía sau càng kình mắt một khắc không rời nhìn chậm chậm vào khuôn mặt càng kình ôn nhu nói Bất kỳ quyết định gì của hắn cũng chính là quyết định của ta. Ha ha. Khải Lạc cười lớn nhìn về phía Tát Bác Ni. Thành chủ đại nhân tôn kính, ở trong thành áo khắc lan này, ngài là người rất công chính cũng rất có thân phận. Toàn bộ quá trình diễn ra chuyện này, mong ngài có thể làm nhân chứng. Từ trước tới nay chưa bao giờ Tát Bác Ni cảm thấy Khải Lạc đáng ghét như vậy. Nhìn khuôn mặt béo mập này tươi cười và càng kinh cách đó không xa lộ ra hết sự sắc bén, trong lòng rất hối hận đã phải dính vào trong chuyện này. Nếu như chỉ một càng kinh còn chưa tính, Tát Bác Ni còn kiên kỵ lôi địch bên cạnh. Nếu như càng kinh thật sự là đồ đệ của lôi địch, như vậy phía sau khải lạc có khải gia, phía sau lôi địch làm sao không có nghiệp đoàn chiến sĩ một tỉnh làm viện trợ cường đại. Được rồi, chuyện này để ta làm người chứng kiến. Tát Bác Ni thở dài. Hôm nay muốn rời khỏi đã không thể được. Chỉ có thể hy vọng chuyện này mau chóng qua trong quá trình sau đó mình sẽ hoàn toàn bảo trì trung lập. Đến lúc đó trong quyết đấu bất kể bên nào bại, mình cũng không có vấn đề gì. Khải Lạc hài lòng vừa cười nhìn về phía Tát bác ni cung kính cúi đầu, vừa liếc nhìn lôi địch. Như vậy, thành chủ đại nhân tôn kính, chúng ta phải về sớm một chút để chuẩn bị cho chuyện quyết đấu ngày mai. Tác bác ni không kiên trì tiếp tục xã giao với Khải Lạc nữa. Hắn trầm mặt gật đầu xem như đáp lại. Lôi địch nhìn cũng không liếc mắt nhìn Khải Lạc cách lan khiêu khích trừng mắt với lôi địch bàn tay cầm đại kiếm lại hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu đi ra khỏi viện tiên sinh cách lan khải lạc đi ra khỏi cửa viện nhỏ giọng nói ngài làm như vậy đối với người bảo vệ thành thị đối với khải gia chúng ta cũng không phải là chuyện tốt người bảo vệ thành thị cách lan lộ vẻ xem thường biểu môi trong đôi mắt lớn như chuông đồng hoàn toàn là sự coi thường ta chính là muốn hắn lập tức trở mặt với ta như vậy có thể tìm được lý do khiến hắn nếm thử uy lực đại kiếm của ta. Đến lúc đó, ta đánh bại hắn có cơ hội trở thành người bảo vệ áo khắc lan. Như vậy Khải Gia ở áo khắc lan làm việc càng dễ dàng hơn. Khải Lạc dừng bước rất tò mò nhìn cách lan. Ngài tự tin, nhất định có thể đánh bại người bảo vệ thành thị áo khắc lan sao? Hừ. Cách lan theo thói quen phát ra tiếng hư lạnh. Có gì không thể. Mọi người đều là chiến sĩ hàng ma. Hắn chỉ tiến vào cảnh giới chiến sĩ hàng ma sớm hơn ta mấy năm mà thôi. Chân chính đồng thủ, ta tự tin đánh hắn từ trên vị trí người bảo vệ thành thị áo khắc lan xuống. Phải không? Khải Lạc dường như có điều suy nghĩ, ngồi lên xe ngựa. Nếu quả thật là như vậy, chờ giải quyết xong chuyện của La Gia, ta có thể nghĩ biện pháp giúp tiên sinh cách lan, nhận được cơ hội khiêu chiến lôi địch. Thật sao? Cách lan mừng như điên nói. Nếu như chuyện này thì thật sau khi xong chuyện, ta tất nhiên sẽ cho tiên sinh Khải Lạc báo đáp thật lớn. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, tiên sinh Khải Lạc không phải không có cơ hội trở thành thành chủ áo khắc lan. Đôi mắt ti hí của Khải Lạc chấp động tinh quang. Khuôn mặt phì nộn lại thêm vài phần hí hững. Đến lúc đó, vẫn mong tiên sinh cách lan giúp đỡ nhiều hơn. Không thành vấn đề. Cách lan vung tay lên, cánh tay hai người khoác lên vai đối phương, giống như thành áo khắc lan này đã trở thành của hai người vậy. Tác bác Ni nhìn về phía lôi địch thoáng gật đầu. Chuyện lần này, ta sẽ đối xử công bằng công chính. Tiên sinh lôi địch có thể yên tâm về tính công bằng của trận quyết đấu. Để chuẩn bị cho trận quyết đấu kế tiếp, ta cũng đi trước một bước. Lôi địch gật đầu hờ hững đáp lại tác bác Ni. Ta tin tưởng vào nhân phẩm cao thượng của thành chủ đại nhân. Tác bác Ni không hổ danh là nhân vật cấp thành chủ, đối mặt với lời lôi địch nói nhân phẩm cao thượng, trên mặt hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Càng kinh đứng một bên quan sát cũng hoài nghi, trảo mã đao của mình có thể chém giết ma thú, nhưng chưa chắc có thể chém trách da mặt dày này của hắn. Bên ngoài viện, tiếng xe ngựa chạy trên đường vang lên những tiếng lộc cộc. Tát bác ni cũng rời khỏi con đường đầy giải băng tan này. Lôi địch chậm rãi bước qua vạch sinh tử do càng kình lưu lại ở trên mặt đất, đứng ở trước quan tài của la lâm khẽ cuối người, sau đó lại khôi phục dáng người cao ngất đôi môi la thanh thanh thoáng mở, kinh ngạc nhìn động tác của lôi địch, có chút không dám tin tưởng vào những điều mình nhìn thấy. Người bảo vệ thành thị tới phúng viếng cho ca ca. Mặc dù chỉ là hơi không lưng xem như đã cúi đầu, nhưng điều này đã không tội rồi. Đừng nói là tại linh đường của La Lâm ca ca, cho dù là linh đường của thành chủ tác bác ni, dưới tình huống người bảo vệ thành thị đi vào phúng viếng, cùng lắm cũng chỉ như vậy, cũng sẽ không thật sự làm ra hành động quỳ xuống dập đầu cho người chết lực chú ý của lôi địch lại chuyển đến trên người càng kình ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ và tán thưởng hai năm vâng càng kình gật đầu kém chút thời gian nữa là đúng hai năm không nghĩ tới lôi địch khẽ cười chiến sĩ hàng ma đúng vậy càng kình nhún vai một cái không ngờ là chiến sĩ hàng ma khuôn mặt lôi địch đột nhiên trở nên nghiêm túc Tiến vào chiến sĩ hàng ma là chuyện đáng chúc mừng, nhưng người biết cảnh giới chiến sĩ hàng ma này thật ra còn có sự khác nhau không? Càng kinh rướng mày, mang theo một tia không xác định hỏi. Hàng ma cửu chiến. Lần này đến phiên lôi địch lộ vẻ nghi hoặc và giật mình. Có vài chiến sĩ tiến vào cảnh giới chiến sĩ hàng ma, nhưng cũng không biết về tồn tại hàng ma cửu chiến. Ví dụ như cách lan vừa rồi chắc là không biết trong chiến sĩ hàng ma còn có chuyện cửu chiến này. Vậy ngươi biết? đấu khiếu cô động đấu lực thành đấu khí có sự nhiều ít khác nhau không? Lôi địch ném ra vấn đề thứ hai, thứ ba. Ngươi là bao nhiêu đấu khiếu? Ta muốn xem có bao nhiêu đấu khiếu. Nếu như số lượng quá ít, vậy phần thắng của ngươi ngày mai sẽ ít. Vậy ngày hôm nay ta không thể không đánh tan ra đấu khí của ngươi, khiến chúng trở lại thành đấu lực, suốt đêm lại chuẩn bị đại trận đấu linh cho ngươi, giúp ngươi một lần nữa cô động đấu khí. Trong lòng càng kình nóng lên, có chút cảm động nhìn lôi địch. Hai năm không gặp, vừa xuất hiện đã muốn giúp đỡ mình thăng cấp đấu khí, thuận tiện phát triển sau này. Đừng ngây người ra nữa. Lôi địch thúc giục nói. Nói nhanh một chút, bây giờ thời gian đối với ngươi đặc biệt quý giá. Đến đi. Ta còn phải trực tiếp đánh tan đấu khí, truyền cho ngươi bí pháp 72 đấu khiếu chu thiên. Chờ sau khi ngươi đi đến nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu, bổ sung một phần đơn xin gia nhập là được. Như vậy cũng tiện trực tiếp tiến vào danh sách thành viên nồng cốt. Đối với ngươi sau đó. Đừng. Hai chân càng kình bắn ra, thân thể rất nhanh lui về phía sau. Hai tay ngăn cản lôi địch đến gần vội vàng nói. Ta là bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên. Cái gì? Bước chân lôi địch dừng lại, mắt mở lớn hơn bất kỳ khi nào, nhìn càng kình. Ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bao nhiêu đấu khiếu? càng kinh gãi gãi gáy, nụ cười khổ sở động ở khóe môi. Chuyện này quả thực không trách được lôi địch lại kinh ngạc như vậy. Giá trị của bí pháp 72 đấu khiếu chu thiên đối với chiến sĩ mà nói, gần như là bảo bối vô giá. Cho dù cầm một thành thị hoàn toàn do vàng rồng đúc ra, cũng không đổi được bí pháp như vậy. Hiện tại, đột nhiên có một bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên nhảy ra, cho dù ai đều sẽ ngây người. 108 thật sự là 108 sao? Giọng nói lôi địch có chút trung rẩy hỏi. Bí pháp tất cả hoạt khiếu chu thiên. Càng kình gật đầu. Bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên. Lôi địch giống như bị sét lớn đánh trúng đầu. Trên đời có thể tập luyện bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên, thật sự quá ít. Ít tới mức thậm chí gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lôi địch chậm rãi đưa bàn tay đặt lên vai càng kình, nhắm mắt lại, tất cả tinh thần đều tập trung vào trên bàn tay nói ta sợ ngươi bị người ta lừa bây giờ ngươi điều động đấu khí của ngươi âm lôi địch áp lòng bàn tay vào vai càng kình hình như đột nhiên xảy ra vụ nổ mạnh một lực lượng trùng kích khiến bàn tay đang đặt trên vai hắn bắn ra ngươi lôi địch nhìn càng kình giống như nhìn thấy ma ngươi ngươi không phải hàng ma nhất chiến càng kình hoảng sợ trước phản ứng của lôi địch trước đây hắn ở trong sơn cốc tứ quý nghe mỗi ngày sư phụ nói tốc độ tiến triển của mình quá mức biến thái còn tưởng rằng sư phụ cổ vũ mình hiện tại xem ra thật sự là như vậy ta quả thực không phải là hàng ma nhất chiến càng kinh thở dài âm thầm suy đoán nếu như nói cho đối phương biết mình là hàng ma cửu chiến hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ rất nhanh tiến tới hàng ma cửu chiến đỉnh phong không biết lôi địch sẽ có biểu tình thế nào nữa hàng ma tam chiến lôi địch có phần không dám xác định. Vừa rồi 108 đấu khiếu đồng thời bạo phát, giống như là hàng ma tam chiến đỉnh phong, hoặc đã tiến vào trình độ hàng ma tứ chiến. Hơn nữa càng kinh còn chưa tới 19 tuổi, tiến tới hàng ma tam chiến đã là tiến triển rất kinh người. Tứ chiến Càng kinh nhìn vẻ mặt thận trọng của lôi địch, cảm giác nếu như mình nói ra hàng ma cửu chiến, thật sự có thể sẽ dọa đối phương. Nhưng đối mặt với một trưởng bối đối xử với mình thật lòng như vậy, nếu nói dối hình như cũng không phải chuyện gì tốt ai tính ra càng kinh nặng nề thở dài nhìn lôi địch nếu như là người khác hỏi ta ta thừa nhận là hàng ma tam chiến đỉnh phong đối với ngài ta thật sự không muốn lừa dối ngài lẽ nào thật sự là hàng ma tứ chiến lôi địch có chút không dám xác định hỏi càng kinh hàng ma tứ chiến thực sự hù được người càng kinh lộ ra biểu tình khổ sở lắc đầu Lôi địch cảm giác trời đất hình như muốn xoay tròn. Hắn đánh bạo đưa ra suy đoán. Chung quy, ngươi cũng không thể đạt được trình độ hàng ma ngũ chiến chứ. Càng kình vẫn khẽ lắc đầu không nói gì. Lôi địch gặp qua nhiều chiến sĩ hàng ma còn cường đại hơn so với hàng ma ngũ chiến. Mấy chữ hàng ma ngũ chiến đối với hắn cũng không là gì. Nhưng khi mấy chữ này rơi vào trên người càng kình, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Hắn là chiến sĩ còn chưa tới 19 tuổi. Hàng ma. Lục. Khóe mắt lôi địch đã bắt đầu co giật, giọng điệu đoán càng lúc càng không dám xác định. Lục chiến. Càng kinh nhắm mắt hít sâu một hơi, hai cánh tay đột nhiên mở ra hai bên. Đấu khí tại 108 đấu khiếu trong cơ thể xông thẳng tới tốc độ siêu cấp 3.500 vòng. Trong linh đường yên tĩnh, lôi địch dựa vào thính giác vượt quá người thường của mình, nghe được những tiếng động do đấu khí xoay tròn rất nhanh trong đấu khiếu dưới lớp da của càng kinh đấu khí dân trào ra vào cơ thể. Thân thể càng kình hơi chấn động một chút. Thực lực hàng ma cửu chiến kết hợp với phong vân kim thân toàn lực mở ra. Hai nữ tử đứng ở bên cạnh hắn, trong tình huống còn chưa phóng sát khí ra ngoài, bị khí thế cường hãn ép liên tiếp lui về phía sau. Hàng. Hàng ma. Cửu. Hàng ma cửu chiến. Lôi địch cả kinh thiếu chút nữa kêu to. Gặp ma rồi. Đây còn có thiên lý hay không? Năm đó mình 19 tuổi đạt tới hàng mai nhị chiến đỉnh phong, được sư phụ tán thưởng khích lệ là thiên tài trong thiên tài. Vậy càng kinh trước mắt này nên tính là gì? Thiên tài trong quái vật? Hay là quái vật trong thiên tài? Nếu như hắn là chiến sĩ huyết mạch, hiện tại đã tiến vào trạng thái huyết mạch biến thân. Điều này, điều này cũng quá khoa trương. Quá kinh người. Cho dù là chiến sĩ huyết mạch tiến vào trạng thái huyết mạch thức tỉnh biến thân chiến đấu, cũng chỉ có thể kinh người như vậy. Hàng ma cửu chiến. Hàng ma cửu chiến. Lôi Địch rất muốn hỏi càng kình một chút, tiểu tử ngươi có phải vẫn là người hay không? Ta không phải chưa từng gặp qua chiến sĩ hàng ma cửu chiến, nhưng vấn đề thực lực hàng ma cửu chiến của ngươi lại rơi vào trên người một chiến sĩ còn chưa 19 tuổi. Lôi Địch rất hoài nghi, tối hôm nay mình có thể ngủ hay không? Sau khi chấn động qua đi, trong lòng Lôi Địch mừng như điên. Một chiến sĩ 19 tuổi đã đạt tới hàng ma cửu chiến hơn nữa còn có một tay thợ rèn thực lực rèn tạo sư còn có thêm một thuật mài đao mà ngay cả rèn tạo sư cũng không bằng nhân tài như vậy không lôi địch dùng sức lắc đầu hẳn là thiên tài như vậy nếu như gia nhập nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh vĩnh lưu lôi địch có chút không dám nghĩ tới dựa theo tình trạng phát triển nhanh chóng của càng kình vậy tương lai hắn sẽ phát triển đến một bước kia chiến sĩ phục ma chiến sĩ tru ma chiến sĩ diệt ma năm nay hắn còn chưa tới 19 tuổi. Có thể, hắn có cơ hội trước 35 tuổi, trùng kích chiến thánh. Đó là trình độ chỉ có chiến sĩ huyết mạch mới có thể. Hơi thở của lôi địch trở nên gấp gáp. Nếu như càng kinh phát triển thuận lợi, tương lai thực sự có chút dọa người. Chí ít địa vị trong nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu, sau đó ở nghiệp đoàn chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách, rất có thể còn tiến lên nữa. Cho dù chỉ với thuật trèn đúc của càng kinh, tổng nghiệp đoàn chiến sĩ Hoàng Triều chân sách cũng không dám xem thường hắn, không dám không để ý tới nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu. Đi, ngươi nhanh thu hội đấu khí của ngươi. Lôi địch khoát tay áo, lại nói tiếp. Sau này, dưới tình huống không cần thiết, ngươi cố gắng không nên thể hiện con bài tẩy của mình ra trước bất kỳ người nào. Cho dù là thực lực hàng ma cửu chiến, gia tộc chiến sĩ huyết mạch biết có người thực lực như vậy cũng sẽ ghen tị. Ngươi còn trẻ, có thể không biết, trên đời này đáng sợ nhất không phải là lực lượng chiến sĩ, cũng không phải là đại ma pháp sư này có ma pháp mạnh mẽ, mà là nhân tâm. Ánh mắt Lôi Địch lóe sáng, trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm. Giọng điệu cũng có chút sa sút tinh thần. Nhân tâm mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Đố kỵ, tham lam có thể hủy diệt rất nhiều điều tốt đẹp. Đương nhiên, cũng có thể hủy diệt một người, thậm chí cuộc sống lý tưởng cùng với gia đình của một đám người càng kinh yên lặng lắng nghe. Bất kỳ một chiến sĩ cường đại nào gần như không thể có cuộc sống đơn điệu, phía sau tất nhiên sẽ cất giấu rất nhiều chuyện khiến người ta kinh tâm. Lôi địch hiển nhiên đang đắm chìm trong hồi ức. Nhớ kỹ, cố gắng đừng cho người khác biết ngươi có thực lực. Đặc biệt là kẻ địch. Lôi địch lại dặn dò, nếu như kẻ địch biết, giết chết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn truyền tin tức ra ngoài. Cho dù là sư tử hung mãnh lúc đối mặt với một đám sói hoang, cũng sẽ gặp phải bất trắc. Càng kinh nở nụ cười. Ở trong thế giới vô tận và trong sơn cốc tứ quý, mức độ giảo hoạt của ma thú không kém hơn nhân loại, không chỉ thiết kế cạm bẫy, còn có thể giả vờ là tử thi, còn có hai con ma thú giả vờ chiến đấu, cuối cùng biểu hiện hai bên trọng thương giả dối tới mê người. Nhiều lần ở bên bờ sinh tử, Càng kinh đã sớm dưỡng thành phương thức chiến đấu không động thủ thì thôi, động thủ tất nhiên sẽ không chút lưu tình. Bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên Bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên Trong mắt lôi địch tản ra vẻ ước ao và thất lạc Nếu như sớm 10 năm Không Cho dù là sớm 5 năm Ta cũng sẽ liều mạng đánh tan đấu khí của ta Hỏi ngươi về bí pháp này Một lần nữa trùng kích Đi làm một vài chuyện cả đời ta vẫn không có cách nào làm được Càng kình không biết nên nói gì Chỉ có thể lặng lặng đợi lôi địch nói tiếp ta vẫn phải nói với ngươi một chút. Lôi địch tỉnh táo lại, nhìn càng kình. Ngươi biết đối thủ ngày mai của mình là ai không? Khải lạc cháu trai Khải Kỳ. Càng kình nói mình chỉ biết tên người. Vậy ngươi có biết thân phận khác của Khải Kỳ không? Lôi địch nhìn càng kình, chậm rãi nói ra mỗi chữ mỗi câu. Chiến sĩ huyết mạch. Thân thể càng kình hơi chấn động một chút, trong lòng thoáng hưng phấn. Chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch. Ở trong lịch sử hoàng triều chân sách, một đám chiến sĩ đứng ở trên đỉnh chiến sĩ cho tới bây giờ gần như đều là chiến sĩ huyết mạch. Mà đứng ở trên đỉnh là ba lực lượng huyết mạch có thể phát huy đến mức độ thức tỉnh trung cực, ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, chiến sĩ huyết mạch chiến thần. Còn có chiến sĩ huyết mạch thần bí hoàng kim long ba đầu. Bất luận chiến sĩ nào đối chiến với chiến sĩ huyết mạch, tâm tình cũng không cách nào tránh khỏi dao động càng kinh cũng không cách nào loại bỏ được sự xúc động trong lòng chỉ là khác với phần lớn chiến sĩ khác sẽ nảy sinh e ngại trong lòng hắn chỉ có hưng phấn chiến sĩ huyết mạch hai mắt càng kinh lộ ra chiến ý huyết mạch gì cần gì quan tâm hắn là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh muốn cướp nữ nhân của càng kinh ta hư hư gương mặt la thanh thanh ửng hồng trong mắt có phần xấu hổ len lén nhìn càng kinh nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào Vừa rồi khi hắn nói chuyện với Khải Lạc, nàng còn cảm giác hắn chỉ nói miệng. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động thừa nhận. Đây lại là một cảm giác hạnh phúc khác hẳn. Huyết mạch lôi báo, thức tỉnh sơ cấp. Lôi Địch suy nghĩ một chút lại bổ sung. Nghe nói thức tỉnh đã sắp 2 năm. Huyết mạch lôi báo, càng kinh nhớ lại giới thiệu nhìn thấy trong quyển sách. Huyết mạch chi này, tốc độ chiến đấu nhanh, lực bạo phát mạnh mẽ dưới tình huống sử dụng huyết mạch chiến thân tốc độ sẽ nhanh hơn lực bạo phát cũng càng mạnh mẽ hơn lôi địch phát hiện kiến thức của càng kinh thật sự nhiều hơn so với sự tưởng tượng của mình thậm chí ngay cả danh từ trạng thái chiến sĩ huyết mạch sau khi mở ra lực lượng thức tỉnh huyết mạch cũng rõ ràng như vậy huyết mạch chiến thân khác nhau lớn nhất giữa chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường chính là ở tốc độ đột phá khi bọn họ tập luyện đấu khí vẻ mặt càng kinh mong đợi nói bọn họ dễ dàng đột phá hơn so với chiến sĩ bình thường. Đồng thời ở mỗi tầng thức tỉnh, sử dụng huyết mạch chiến thân đều sẽ có thêm một vài năng lực đặc biệt. Lôi địch nghe vậy, liên tục gật đầu. Ban đầu hắn muốn báo cho càng kinh một vài điều. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Tốt. Chiến sĩ huyết mạch phải không? Tuy rằng ta không biết tại sao Khải Gia lại xuất hiện một chiến sĩ huyết mạch. Càng kinh lạnh lùng cười. Giết tiểu mập, còn muốn giết ta, vậy phải chuẩn bị tốt tư tưởng trả giá đắt. Lôi địch trầm tư một chút nói. Ngươi ngoại trừ học được bí pháp chu thiên này, còn học được đấu kỹ gì nữa? Càng kinh lắc đầu. Trừ kỹ năng rèn sắt 18 búa thăng phong và vạn ảnh sử dụng xem như phương thức chiến đấu trai, đấu kỹ của mình hình như chỉ có không đấu kỹ của càng gia. Còn có 8 kích chém cây do học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan dạy. Ngay cả chín kích chặt núi cũng chưa từng học qua một thân ẩu đã bản lĩnh gần như đều luyện ra trong lúc sinh tử đối chiến cùng các ma thú luyện ra con đường hoang tàn cũng đúng lôi địch nhìn càng kinh bất lực cười thời gian chưa tới hai năm ngươi từ một chiến sĩ cửu cấp một đường tăng vọt đột phá đến cảnh giới hàng ma cửu chiến nếu như có thời gian học tập đấu kỹ đó mới là chuyện lạ càng kinh không lời chống đỡ vốn hắn còn chút thời gian có thể đi tới phòng đấu khí trong thế giới vô tận xem nói không chừng có thể học được một chút đấu kỹ nhưng thời gian trong đó đã bị thu xếp đặc biệt dày đặc rèn sắt thuốc thần bí thuốc hắn không có thời gian đi tới phòng đấu khí phòng tìm kiếm một chút đến ngày mai còn có chút thời gian lôi địch đưa tay cầm trảo mã đao của càng kình lên đi vào trong viện đáng tiếc ngươi là sử dụng loại đao quái lạ này kiếm thức của ta cũng không thích hợp với ngươi nhưng thật ra có bảy thức huyết chiến của một người bằng hữu lại tương đối thích hợp với ngươi. Đấu kỹ, đều do chiến sĩ trải qua vô số lần chiến đấu, tìm tòi tổng kết ra, phối hợp đấu khí có thể phát huy ra kỹ thuật chiến đấu với uy lực cực đại. Ở trong Hoàng Triều Chân Sách có một loạt đấu kỹ nổi danh nhất, được gọi là thú đấu kỹ. Nó cũng là do nhân loại căn cứ vào hành động của giả thú và ma thú tìm kiếm ra. Tuy rằng thú đấu kỹ được lưu truyền rất rộng, có thể dùng rất nhiều thú đấu kỹ khiến người khinh thường. Càng kinh lại biết chân chính luyện thú đấu kỹ này đến đại thành, như nhau có thể tung hoành thiên hạ. Chỉ có điều trước đây hắn không có cơ hội tiếp xúc. Sau này có thời gian nhất định phải đi tập luyện tổng kết hấp thu tinh hoa thú đấu kỹ. Hai tay lôi địch cầm trảo mã đao, đứng ở trong viện hai mắt khép hờ thoáng yên lặng một chút. Mắt bỗng nhiên mở ra. Sát khí phát ra bất ngờ hoàn toàn kết hợp cùng chiến đao, đấu khí khiến trảo mã đao phát ra một âm thanh. Trong nháy mắt lông tóc trên người càng kình dựng đứng. Thời gian dài chiến đấu sinh tử, nhất thời biết bộ bảy thức huyết chiến này còn cường đại hơn so với sự tưởng tượng của chính mình. Trong đình viện nho nhỏ dâng lên khí tức bi thương thảm khốc. Mỗi lần xẹt qua trảo mã đao trên không trung, đều khiến người ta cảm thấy mùi vị lấy mạng đổi mạng. Chỉ quan sát cảm thấy dường như thân đang ở trên chiến trường với mùi kim loại, máu tươi và những tiếng hét quyết chiến bóng đêm dần dần buông xuống lôi địch đã dừng thế đao ngồi trên chiếc ghế trong linh đường uống trà tay càng kình cầm theo trảo mã đao đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích trong đầu nhớ lại mỗi một động tác và khí tức của lôi địch lúc vung đao khí tức toàn thân hoàn toàn thu vào trong cơ thể giống một khối đá điêu khắc dựng đứng ở trong viện lôi địch ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn mới mọc lên trên bầu trời khẽ hỏi mình khải gia thật sự sẽ thành thật như vậy sao đợi được tới ngày mai quyết đấu luôn sao? Tiên sinh cách lan, ngài thật sự xác định làm như vậy, vào lúc quyết đấu ngày mai sẽ không bị lôi địch và thành chủ nhìn ra sơ hở sao? Khải Lạc ngồi ở trong phòng có bốn ngọn đèn sáng, cuối cùng có chút lo lắng nhìn cách lan. Hai người bọn họ đều là chiến sĩ hàng ma. Cách lan toàn thân mặc giáp da màu đen, cầm theo đại kiếm đi về phía cửa. Vừa đi hắn vừa cười nói. Tiên sinh Khải Lạc, ngài là hiệu trưởng một học viện ma pháp và chiến sĩ, nhưng không hiểu chiến sĩ hàng ma chúng ta. Ta trở thành chiến sĩ hàng ma được 5 năm, trong thời gian đó luôn cố gắng khổ luyện, dần dần phát hiện hóa ra trong chiến sĩ hàng ma cũng có sự phân chia mạnh yếu rất lớn. Còn có chuyện này sao? Khải lạc giả vờ kinh ngạc, trong lòng lại rất xem thường. Thực lực khải kỳ so với này cách lan cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều càng kinh này hình như cũng là chiến sĩ hàng ma có thể khiến cháu trai ở trong trận quyết đấu ngày mai thắng đẹp nhất cách lan nhân lúc đêm tối đi tiêu hao một ít đấu khí của càng kình tất nhiên là được nếu có thể khiến hắn bị thương nặng mà không người nào phát hiện đó là hay nhất đương nhiên cách lan kiêu ngạo ngửa đầu loại cường đại này ta đã hoàn toàn nắm giữ đồng thời tự tin có thể giấu được bất kỳ kẻ nào cho nên ngươi cứ chờ tin tốt đi vậy thì tốt quá khải lạc vỗ tay Ta ở chỗ này cầu chúc ngài thành công. Ta đi trước tìm một nữ nhân tới chỗ này chờ ngài trở về ăn mừng. Một người sao? Cách lang theo thói quen phát ra một tiếng hừ lạnh xem thường, bàn tay liền dơ lên năm ngón nói. Năm. Chuẩn bị cho ta năm người. Năm người sao? Khải lạc giả vờ giật mình. Tối nay ngài phải chiến đấu với chiến sĩ hàng ma, thể lực không phải sẽ tiêu hao không ít. Yên tâm. Cách lang sải chân đi ra khỏi gian phòng, từ xa truyền đến tiếng hừ lạnh xem thường. Một chiến sĩ hàng ma, ta còn không để ở trong mắt. Cửu bá. Cửa sau của gian phòng sau mở ra. Khải Lạc quay đầu lại nhìn cháu trai Khải Kỳ đi vào gian phòng, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Người này trước đây thoạt nhìn yếu đuối, sau khi huyết mạch lôi báo thức tỉnh sơ cấp, toàn thân cũng thay đổi. Ngay cả mái tóc đã từng là màu vàng nhạt, bất tri bất giác đã biến thành màu nâu giống như bờm của giả thú thân hình gầy gò lại khiến người ta một loại cảm giác như ma thú nguy hiểm khải kỳ cháu đã đến rồi sao khải lạc vội vàng đứng lên nhường chỗ cho người trẻ tuổi này theo bản năng ngồi trên một cái ghế cách hắn xa một chút mặc dù là quan hệ thân thích nhưng vẫn không muốn ở quá gần người thiếu niên này ngồi quá gần chung quy khiến người ta có một loại cảm giác bị giả thú để mắt tới khải kỳ cầm ấm trà trên bàn lên trực tiếp rót nước trà vào miệng hỏi cách lan phế vật kia đâu cách lan khải lạc cười gường chỉ vào một cửa phòng khác hắn vừa đi ra ngoài có chút chuyện được rồi sao cháu tới sớm như vậy không ở học viện thêm một lúc nữa hy vọng của khải gia đều đặt ở trên người cháu không lâu sau sẽ trở thành tấm ván đầu tiên để bất kỳ học viện chiến sĩ nào tuyển chọn ở nơi này có gì khác chứ khải kỳ không quan tâm dựa vào lưng ghế mắt không nhìn thẳng khải lạc nói nơi này có thể dạy ta cái gì chỉ có học viện cao cấp chân chính mới có thể khiến ta trở nên mạnh hơn nghe nói ngày hôm nay phế vật cách làng kia khiêu khích lôi địch và thành chủ khải lạc có chút sững sờ trong lòng thầm mắng không biết trong đám chiến sĩ mình dẫn theo có người nào lại đầu phục khải kỳ loại chi tiết này cũng biết rõ ràng như vậy đúng vậy khải lạc gượng cười trả lời một vài chuyện nhỏ mà thôi mọi người đều là chiến sĩ hàng ma Phi. Khải Kỳ nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Cách Lan cũng xứng là chiến sĩ hàng ma. Tên ngu xuẩn này. Lôi địch, bây giờ ta cũng không dám trêu chọc, hắn dám đi trêu chọc. Chiến sĩ hàng ma hàng đầu, chính là bị đám ngu xuẩn như vậy cho hỏng. Khải Lạc sợ hãi nhìn Khải Kỳ, không chỉ bởi vì hắn là người có khả năng thừa kế gia tộc sau này, quan trọng hơn trên người tản ra khí tức giống như giả thú, khiến người ta cảm giác quá mức nguy hiểm. Nghe bảo quyết đấu ngày mai cũng là chiến sĩ hàng ma. Khải Kỳ tùy ý để hai chân lên bàn nhìn cửu bá Khải Lạc nhát gan. Tên là gì? Bối cảnh gì? Bao nhiêu tuổi? Trở thành chiến sĩ hàng ma từ bao giờ? Là càng kình, không có bối cảnh gì, chưa tới 19 tuổi. Thời gian trở thành chiến sĩ hàng ma. Càng kinh. Khải Kỳ đang ngã người về phía sau, thoát cái đã đứng phát dậy, hai tay chống lên mặt bạn gần như tiếng sát mặt khải lạc âm trầm hỏi. Là học viên của Học viện Ma Pháp và Chiến sĩ Áo Khắc Lan đã mất tích hai năm sau. Khải lạc theo bản năng gật đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mình chưa từng nhắc tới tên càng kình ở trước mặt hắn, sao vừa nói tới tên, thái độ của hắn trở nên kỳ quái như thế. Được, tốt. Thật sự quá tốt. Không nghĩ tới là hắn. Càng Kình Càng Kình Khải kỳ âm độc cười, Nắm đấm nặng nề đấm xuống mặt bàn khiến ngọn đèn trên bàn chấn động nảy lên thật cao cũng tạo thành một lỗ thủng trên mặt bàn rắn chắc khải lạc nghĩ không đúng nhỏ giọng hỏi ngươi biết hắn biết rất quen khải kỳ ngồi trở lại ghế thân thể hơi ngã về phía sau nói hôm nay ta từng gặp hắn một lần ở học viện ta vốn còn muốn đợi tới lúc đi học sẽ gặp lại hắn trực tiếp đánh hắn thành tàn phế dám đẩy ta ngày mai mượn quyết đấu, ta muốn giết hắn. Khải Kỳ Khải Lạc nhỏ giọng nói Ta cho ngươi biết một việc, ngươi cũng không nên tức giận. Kỳ thực cách lan ra ngoài, chính là đi tìm càng kình, nói muốn trước khi ngươi quyết đấu, tiêu hao hết đấu khí của hắn, sau đó sẽ khiến hắn trọng thương, để ngươi có thể thắng đẹp. Nhiều chuyện Khải Kỳ trừng mắt, lại khoát tay áo Không sao Dù sao kết quả quyết đấu vẫn không có bất kỳ thay đổi nào hắn khó lắm mới tìm được một chiến sĩ hàng ma còn yếu hơn hắn để hắn chơi một chút nhưng phải nhớ nói cho hắn biết sau này không nên trêu chọc vào lôi địch và thành chủ tự mình muốn chết không nên liên lụy đến khải gia chúng ta đó là đương nhiên thiếu gia khải kỳ quyết đấu ngày mai xem như làm nóng người cho cuộc tuyển chọn kế tiếp cũng không tồi về phần học viên ma pháp kia ta sẽ khiến nạn biến mất trong trận đối chiến với ma pháp sư cửa phía sau nhà lại bị người đẩy ra Khải Lạc thấy ma pháp sư Cách Lâm Bàng đã 42 tuổi, trên người mặc ma pháp bào dài màu đen, trong tay cầm theo một cây pháp trượng có bảo thạch màu đỏ lớn bằng quả trứng gà, chậm rãi đi vào phòng. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Khải Kỳ có chút thu liễm, tư thế ngồi dựa lưng vào ghế cũng trở nên quy củ hơn rất nhiều. Mắt hắn nhìn chằm chậm vào ma pháp sư Cách Lâm Bàng đang chậm rãi ngồi xuống, khẽ gật đầu. Tiên sinh Cách Lâm Bàng, sau ngày hôm nay kết thúc ngồi thiền nhanh như vậy. Đúng vậy, cách lâm bàn theo thói quen vuốt ve viên bảo thạch đỏ trong suốt trên pháp trượng này mỗi ngày lấy không tiền lương của khải gia cũng có chút khó xử vương nghĩ tới ngày mai có cơ hội quyết đấu khiến ta thật sự đặc biệt hưng phấn tiên sinh cách lâm bàn ở tại khải gia chúng ta không phải là lấy không tiền lương khải lạc vội vàng tươi cười cách lâm bàn phía sau có nghiệp đoàn ma pháp làm chỗ dựa tính tình cũng không tốt bởi vậy hắn không dám có nửa điểm bất kính hai mắt nhìn chăm chú vào mắt đối phương, không dám nhìn tới chiếc mũi lớn đỏ ửng của hắn. Chuyện của ngày mai, còn phải làm phiền tiên sinh cách lâm bàn, thật sự rất ấy nấy. Không có gì. Ha ha. Cách lâm bàn xoay pháp trượng mình yêu thích. Làm xong chuyện lần này cho các ngươi, ta muốn về nghiệp đoàn ma pháp tỉnh Vĩnh Lưu, tỉnh tọa hai năm. Hai năm. Khải lạc sửng sốt, hỏi vội. Sao tiên sinh cách lâm bàn lại phải đi về lâu như vậy? là bất mãn đối với tiền lương khải gia chúng ta sao? Cái này có thể nói chuyện mà. Ngài cũng biết, ở Áo Khắc lan bây giờ nếu như thiếu sự ủng hộ của ngài. Không phải vấn đề tiền lương. Cách Lâm bàn cười tủm tỉm rất thích thái độ này của Khải Lạc, nhẹ nhàng xua tay. Ta rời khỏi đây, nhưng đồ đệ của ta sẽ đến đây tạm thời tiếp nhận thay ta giúp đỡ Khải gia. Về phần tại sao ta muốn rời khỏi? Cách Lâm bàn hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên sự hưng phấn mơ hồ lộ ra sự kiêu ngạo. Bởi vì ta cảm giác, tinh thần lực của ta đã gần đạt tới đỉnh phong. Ta trở lại nghiệp đoàn ma pháp tỉnh tọa hai năm, hẳn có thể ngưng tụ tinh thần lực, trở thành đại ma pháp sư. Hai tay khải lạc cầm chén trà đột nhiên rung lên, kinh ngạc nhìn cách lâm bàn. Giá trị giữa đại ma pháp sư và ma pháp sư gần như khác nhau một trời một vực. Chúc mừng! Khải kỳ mỉm cười, khẽ gật đầu. Đại ma pháp sư quả thực đặc biệt trân quý nhưng thân là người chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không đi kính ngưỡng một đại ma pháp sư. Chỉ cần dành đầy đủ sự tôn trọng là được rồi. Dù sao sau này lên chiến trường nhân ma, nếu như có thể được một đại ma pháp sư trợ giúp, sẽ tốt hơn nhiều so với nhận được trợ giúp từ một ma pháp sư. Cách lâm bàn rất hài lòng trước biểu hiện kinh ngạc của Khải Lạc, bàn tay nhẹ nhàng chuyển động quanh bảo thạch màu đỏ, được hắn gọi là pháp trường mặt trời mọc. Bây giờ ta kết hợp với pháp trượng mặt trời mọc gần như có thể làm được một ít ma pháp với mức độ thuấn phát. Ngày mai quyết đấu, sẽ đạt sắc tới mức các ngươi không tưởng tượng nổi. Dạ dạ dạ, ta cũng mong mỏi ngày mai sớm đến một chút. Trên mặt khải lạc càng thêm tươi cười nịnh nọt, trong lòng âm thầm tính toán cách lan ra ngoài, tính ra đến giờ hẳn đã tới linh đường La Gia. Không biết hắn khiến càng kình nôn bao nhiêu máu mới thỏa mãn. Ngàn vạn lần không nên nhất thời hưng phấn, giết chết càng kinh thì tốt. Đêm, một đám mây đen chậm rãi che khuất nửa mặt trăng. Gió mát thổi tới con đường vắng vẻ không có một bóng người. Cách Lan cầm theo đại kiếm đi trên con đường yên tĩnh, cảm thấy có gió từ phía sau thổi tới, cổ hơi rụt lại, nhíu mày nhìn chung quanh một lượt. Trong lòng hắn có chút không thích bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị này. Phía trước chính là La Gia. Cách Lan cầm theo đại kiếm đi nhanh tới hai bước, giơ tay vịn lên bức tường nhẹ nhàng nhảy lên bàn tay nắm lấy đầu tường dùng sức kéo thân thể lên. Đầu ngón chân chống vào phía dưới tường mượn lực, xoay người đứng ở trên tường viện La Gia, mắt nhìn về phía trong sân thoáng sững sờ. Đây là Càng kinh tay cầm trảo mã đao, yên tĩnh giống như bức tượng điêu khắc đứng ở trong sân không nhúc nhích. Toàn thân thậm chí không phát hiện được khí tức của người sống. Cách lan liếc nhìn lại. Lúc đầu hắn còn cho rằng đó là một bức tượng đá, sau khi tập trung nhìn vào mới nhìn rõ đó đúng là càng kinh thoạt nhìn giống như đang đứng ở đó ngủ. Trong linh đường vẫn để thi thể của La Lâm. Mấy mảnh vải trắng theo gió nhẹ nhàng đung dưa, cũng không thấy có bất kỳ người sống nào khác tồn tại. Tối nay, là càng kình túc trực ở bên linh cửu sao? Cách Lan khẽ cười, kéo tấm vải đen dưới cổ, che đi phần khuôn mặt dưới mắt. Như vậy lại càng tốt, ta hẳn có thể chơi thêm một hồi. Nếu đã tới, thân thể càng kình giống như tượng đá điêu đột nhiên mở miệng nói, ở trong linh đường vang vọng, nghe càng quỷ dị. Vậy từ trên đầu tường xuống đây đi. Tốt xấu gì ngươi cũng là một chiến sĩ hàng ma. Cách Lan quay đầu sang hai bên tìm kiếm, phát hiện trên vách tường không có người nào khác, trong lòng mơ hồ bất an cùng hiếu kỳ. Hắn thật sự phát hiện ra ta sao? Còn đoán được có người tới, tùy liền mở miệng hù người sao? Ngươi còn không xuống sao? Càng kinh giống như lúc đầu vẫn nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí tâm thần thu liễm nói tiên sinh cách lan toàn thân ngươi đầy sát ý đến đây không biết là tới cúng tế la mập sao trong lòng cách lan có chút kinh ngạc tò mò nhìn càng kinh hắn xoay người nhảy xuống đất lấy tấm vải đen che trước mặt xuống tiểu tử ngươi học ở đâu thuật trinh sát của chiến sĩ vậy đêm nay nếu như giao kỹ năng này lại cho ta ta sẽ không động thủ cho ngươi giữ lại thêm chút đấu khí để ngày mai giao đấu với khải kỳ ngươi được xem là thành viên nồng cốt trong khải gia tại áo khắc lan sao Càng kinh không trả lời vấn đề, tiếp tục hỏi. Nguyên nhân cái chết của La Lâm, ngươi hẳn biết rất rõ ràng. Nói cho ta nghe một chút, ta có thể tha thứ cho tội ngươi đêm khuya tới quấy rầy sự nghỉ ngơi của La Mập, tha chết cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Dương cách Lan nghe được lời nói buồn cười nhất, trên mặt nở nụ cười lại càng thêm dữ tợn. Mười ngón siết chặt, phát ra những tiếng rắc rắc. Tha chết cho ta sao? Ngươi đã không chủ động giao ra, ta đây sẽ đánh ngươi một trận, để ngươi biết chữ đau viết như thế nào. Đau? Ngươi có thể sao? Càng kinh nhắm mắt lại, không nhúc nhích, ta rất ít cho kẻ địch cơ hội, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Nguyên nhân cái chết của La Lâm Cách Lan gầm nhẹ một tiếng, hai vai chuyển động phát ra hai tiếng rắc, đấu khí toàn lực bạo phát toàn thân, không đợi Càng kinh nói xong đã động thủ. Đối với Càng kinh, hắn cũng không để vào trong mắt. Một chiến sĩ chưa đầy 19 tuổi, cho dù trở thành chiến sĩ hàng ma có thể cường đại tới mức nào trừ phi ngươi là chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh liên tục tiến lên ba bước những nơi hắn đi qua bụi bặm đều bị lực lượng phản chấn làm bay đến cổ chân lao nhanh giống như đám mây dưới chân cánh tay to khỏe giống như một chiếc xe công thành đánh về phía bụng dưới của càng kinh thân thể hắn cường tráng bước chân liên tục dặm mạnh xuống mặt đất tạo ra những tiếng thình thịch giống như gậy gỗ đập vào chăn bông hiển nhiên đấu khí hai chân bạo phát lực lượng rất kinh người. Tốc độ không tồi, góc độ ra tay cũng không tồi. Đúng là thực lực chiến sĩ hàng ma. Cường đại hơn nhiều so với tinh tinh ba tay da xanh lục. Càng kinh nhắm mắt cảm giác hành động của cách lan, khí thế một đòn này lao tới có thể nói, giống như chiến xa xung phong, giống như chiến mã lao nhanh. Khí thế vừa bạo phát, kinh phong trước mặt đã ấp tới, giống như muốn cắt đứt hơi thở của người khác. Mùi máu tanh trộn lẫn bên trong, càng chứng tỏ người này đã từng giết người. Trong chớp mắt cách lan vọt tới trước mặt càng kình, mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Đầu óc của tiểu tử này bị hỏng rồi sao? Thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Chẳng lẽ vì sợ hãi nên quên mất? Cần gì quan tâm tới hắn? Trước hết cứ cho hắn một quyền, đánh cho hắn phun ra cơm tối hẳn nói sau. Một ý niệm vừa xuất hiện, cách lan vặn thắt lưng đánh ra một quyền, mượn lực lượng nặng nề đánh vào bụng dưới của càng kình, nghe một tiếng bịch cảm nhận đầu nắm tay bên kia đã cảm giác được da thịt thật sự trong lòng nhất thời vui vẻ thành công đây là trong chớp mắt vui sướng trong lòng cách lan biến thành kinh ngạc một đòn toàn lực không ngờ không đánh bay được càng kình cũng không khiến người trẻ tuổi này không lưng nôn mửa trên mặt cũng không có biểu hiện vặn vẹo thống khổ toàn thân thậm chí ngay cả một chút biến hóa cũng không có thật giống như trọng quyền của mình chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của hắn một chút mà thôi thậm chí chỉ giống như dùng sức xoa bóp làm sao có thể sự kinh ngạc trong mắt cách lan đã biến thành khiếp sợ sau lưng đổ mồ hôi lạnh sao có thể như vậy được đừng nói là người bình thường cho dù là một con chiến mã nếu trúng phải một quyền của ta cũng sẽ ngã xuống đất không đứng dậy nổi ngay cả khải kỳ cũng không dám chỉ mặc y phục bình thường không nhúc nhích tiếp ta một quyền đây chính là lực lượng của ngươi sao? Càng kình nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, cười. Một quyền như vậy, đừng nói khiến ta biết chữ đau viết như thế nào, cho dù chữ ngứa viết như thế nào cũng làm không được. Quá yếu, thực sự quá yếu. Ngươi thậm chí còn không bằng một con ma thú bán nhân mã bình thường nhất. Cách Lan cảm giác mình thật sự nhìn thấy ma. Mọi người đều là chiến sĩ hàng ma. Cho tới bây giờ quả đấm của mình đều có lực phá hoại vô cùng lớn. Trừ phi trên người càng Kình mặc khôi giáp chiến sĩ, tiếp được quả đấm của mình còn có thể giải thích được. Nhưng hắn chỉ mặc y phục bình thường nhất mà thôi. Lẽ nào? Thân thể cách lan đặt giống như bị điện giật, hai chân giảm mạnh xuống đất bay nhanh về phía sau, cẩn thận quan sát càng kinh. Lẽ nào y phục thoạt nhìn chỉ là y phục bình thường, nhưng thật ra đã sử dụng da lông mà thú cao cấp nào đó, làm thành y phục có năng lực phòng ngự rất mạnh. Không sai. Nhất định là như vậy keng keng tiếng đại kiếm ma sát với vỏ kiếm chậm rãi vang lên trong linh đường hai tay lôi địch chấp ở sau lưng chậm rãi đi từ hậu viện ra mắt rất hứng thú đảo qua trên người càng kình Quy lực một quyền kia của cách lan không nhỏ một quyền kia dù là một cái cọc lớn bằng bắp tay cũng chắc chắn sẽ gãy nhưng càng kình lại hoàn toàn không có biểu hiện gì thân thể này có lực phòng ngự cao tới mức thái quá không phải thái quá lôi địch khẽ lắc đầu cái này phải nói là cực kỳ thái quá. Chỉ có điều ngẫm lại hắn chưa đầy 19 tuổi đã đạt được thực lực hàng ma cửu chiến, nắm giữ lực phòng ngự thái quá như vậy, cũng miễn cưỡng khiến người ta chẳng thể chấn động được nữa. Ánh mắt cách lan phát hiện ra sự tồn tại của lôi địch, khuôn mặt càng thêm thận trọng. Cùng lúc chống lại hai chiến sĩ hàng ma, mình quả thật không nắm chắc. Không cần để ý tới ta. Tối nay ta chỉ là khán giả. Lôi địch nhàn nhã ngồi xuống cái ghế trong linh đường, giơ tay lên làm ra tư thế mời. Tiếp tục, ta có thể bảo đảm. Bất luận kết quả thế nào, ta cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Cách Lan Hoài Nghi nhìn lướt qua lôi địch, lực chú ý cũng cũng đặt ở trên người càng kinh. Chỉ cần có thể đánh càng kinh trọng thương không có lực phòng thủ nữa, trước khi lôi địch động thủ, như vậy khi đối mặt với lôi địch cũng không có gì phải sợ. Tay còn lại của cách Lan cầm chặt chui đại kiếm, giờ cao đại kiếm quá đỉnh đầu, một chân tiến lên phía trước, đấu khí liên tục kéo lên chuyển động lực lượng thậm chí xoay đấu mạch đến mức mơ hồ cảm thấy đau đớn thân kiếm giống như có ánh nước lưu chuyển một kiếm chỉ cần một kiếm đôi mắt giống như chuông đồng của cách lang hiếp lại thành một một hẹp lòng tin lại tăng lên thanh kiếm trong tay hắn do thợ rèn bát cấp tỉ mỉ chế tạo trong thời gian một tháng mới rèn ra đại kiếm uy bát cấp phối hợp toàn bộ đấu khí đủ để một kiếm bổ đôi chiến đao này của càng kinh mắt càng kình đột nhiên mở ra, từ đó bắn ra quang mang giống trong ti chớp giữa đêm đen. Thân thể đang giống như tượng đá điêu khắc không có một chút sinh khí, hiện tại giống như núi lửa phun trào, chợt tuôn ra sát ý vô tận. Trảo mã đao hòa lẫn đấu khí và sát ý phát ra một tiếng động. Chân trái dậm mạnh xuống đất, cả người và trảo mã đao lao tới. Sát khí tuôn trào mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập từng ngóc ngách trong sân linh đường. Cách lan đang hít mắt, thoáng chốc đã mở ra tới mức lớn nhất. Hắn hoảng hốt cảm giác bản thân mình ở trên chiến trường nhân ma với tư thế hào hùng, phần máu tươi còn lại của chân tay đã bị cục bay loạn. Chiến đao hung mảnh này giống như một ma nhân cực lớn có thể nuốt cắn người. Khí thế của đấu khí trong cơ thể vừa xuất hiện, liền bị ép xuống hoàn toàn vỡ nát. Hào quang của đại kiếm bác cấp tràn đầy đấu khí lập tức ảm đạm. Đây là sát khí gì vậy? Đây là thực lực gì vậy? Cách Lan có cảm giác một mình đối mặt ma tộc bất ngờ dơ đau lên, điên cuồng kêu gào đánh tới. Thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Hai mắt nhìn chầm chầm vào đau quan hoa lệ nhất từng gặp trong đời. Thân thể căn bản không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, chỉ thấy giữa thân thể chợt phun ra một đường máu tươi gây mũi. Hắn cúi đầu muốn nhìn nơi phun ra máu tươi, lại phát hiện ở mi tâm của mình có một đường phun máu, sau đó thân thể ngã về hai phía. Đau nhanh như vậy sao? Ta chết rồi sao? càng kinh đâu? Mắt cách lan mở lớn, chỉ thấy chỗ càng kinh đứng thẳng lúc trước, chỉ có hai mảnh sàn nhà bị giẫm vỡ. Lôi địch ngạc nhiên nhìn càng kinh. Một đao vừa rồi không phải là bất kỳ thức nào trong bảy thức huyết chiến, nhưng một kích kia chém ra trong chớp mắt, tràn đầy sát ý quyết chí tiến lên tuyệt không quay đầu lại, huyết chiến vô cùng thảm khốc của bảy thức huyết chiến. Cổ tay càng kinh cầm theo trảo mã đao, nhẹ tay vuốt ve lưỡi trảo mã đao thì thầm. Huyết chiến, chỉ cần một thức bảy thức hợp nhất. Lôi địch thoáng cái đã đứng phát dậy, liên tục thở dài. Đây là chuyện gì? Bảy thức huyết chiến quả thật có thức thứ tám, đó chính là bảy thức hợp nhất. Chỉ có điều vị bằng hữu năm đó sáng tạo ra thức thứ tám của huyết chiến kia, đã trải qua mấy năm nghiên cứu, mới chính thức hợp nhất bảy thức. Không nghĩ tới tiểu tử này chỉ chưa tới một đêm đã nghĩ ra, tuy rằng còn có chút tỳ vết. Lôi địch nhìn càng kinh, bắt đầu hoài nghi mình quá ngốc, không có thiên phú, hay biểu hiện của càng kinh quá mức kinh người. Bảy thức huyết chiến, cho tới bây giờ chỉ có người chân chính trải qua vô số trận huyết chiến, mới có thể dần dần lĩnh ngộ ra tinh túy của nó mới đúng. Năm nay càng kinh chưa tới 19 tuổi, trên lý thuyết hẳn chưa trải qua chiến trường nhân ma. Hắn có được kinh nghiệm huyết chiến từ đâu? Nhưng sát khí của hắn vừa nãy, cho dù là chiến sĩ đã trải qua trăm trận ngoài chiến trường nhân ma, cũng không đạt được. Bảy thức huyết chiến, huyết chiến nhất thức. Càng kinh nghĩ đây chính là do số lượng đấu kỹ của mình ít, nên khi đối mặt với tử vong, yêu cầu tâm cảnh vô cùng nghiêm khắc. Trong hai năm ở Sơn Cốc Tứ Quý và Thế Giới Vô Tận, những sinh tử từng trải qua không kém bất kỳ chiến sĩ nào đã từng chiến đấu trăm trận ngoài chiến trường. Thôi đi. Lôi địch lắc đầu quay về phía hậu viện. Tiếp tục xem tiếp, thật sự sẽ đã kích lòng tin của ta. Cho dù là bí pháp 108 đấu khiếu chu thiên, thế này cũng quá kinh người càng kinh giơ tay thu hồi trảo mã đao vào trong đấu giới tìm một sợi đây trong viện treo ngược hai chiến sĩ cách lan vào một cột gỗ trong viện hai năm càng kinh trở lại bên cạnh quan tài ăn đồ cúng la lâm hai năm ngắn ngủi khi trở lại áo khắc lan không ngờ lại hoàn toàn thay đổi ngày mai chỉ cần một ngày áo khắc lan sẽ lại biến đổi lớn ta rất chờ mong ngày mai đến gió nhẹ nhàng thổi qua giống như là muốn sớm đuổi đi bóng đêm vô tận, đón mặt trời mọc lên. Áo khắc lan đang ngủ say trong đêm tối. Cửa viện chậm rãi mở ra hai bên. Cổ Nguyệt gia anh không ngờ lại mặc váy chiến, tay cầm song Nguyệt loan đao, eo nhỏ khẽ lắc, bước về phía linh đường. Dưới ánh trăng, nàng giống như nàng tiên, chấn động lòng người. Càng kinh đứng dậy khẽ gật đầu chào mỹ nữ hai năm không gặp này. Cổ Nguyệt gia anh hơi cong lưng gật đầu. Nàng ở trước quan tài của La Lâm, hành lễ giống như lôi địch, sau đó tự mình đi vào hậu viện. Phía ngoài linh đường, một cơn gió thổi qua, mấy tấm vải trắng tung ây. Đám mây lại lướt qua che khuất mặt trăng. Càng kinh lấy trảo mã đao ra đặt ở cạnh tay mình, dựa lưng vào quan tài ngủ. Bất kỳ lúc nào cũng phải cố gắng điều chỉnh trạng thái tới điều kiện tốt nhất để nên đón chiến đấu. Đây là điểm mấu chốt hắn học được trong hai năm ở Sơn Cốc Tứ Quý và Thế Giới Vô Tận. Mặt trăng lặng, mặt trời lên ánh mặt trời còn chưa quét hết hơi lạnh trên mặt đất, tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đất đã vang lên trên đường phía bên ngoài viện. Tát bác ni từ trên xe ngựa đi xuống, thoáng sửa lại trang phục tượng trưng cho vị trí thành chủ, âm thầm nhắc nở mình ngày hôm nay nhất định phải xử lý trận quyết đấu này thật công bằng. Cánh cửa nặng nề được thành chủ đại nhân cẩn thận dùng sức chậm rãi đẩy ra hai bên, chứ không kiêu ngạo bá đạo đạp cửa như ngày hôm qua. Tát bác ni bước vào sân treo đầy vải trắng, nét mặt này vẫn duy trì nụ cười đúng mực, nhưng trong nháy mắt chợt cứng lại, mắt nhìn chầm chầm vào thi thể treo ngược trên cọc gỗ trong sân, đã sớm chảy khô máu. Cách lan Cách lan chiến sĩ hàng ma của Khải Gia Trong chớp mắt khi Tát Bác Ni nhìn thấy thi thể, lập tức cảm thấy buốt giá, giống như có một suối nước lạnh trực tiếp dội từ trên đầu xuống. Vẻ mặt hắn vô cùng khiếp sợ nhìn thân thể cách lan đã bị chém thành hai nửa, cho dù cầm hồ dán lại cũng tuyệt đối không thể nào sống lại được thành chủ đại nhân tới thật sớm. Càng kinh đứng lên bước tới, chỉ một ngón tay vào tử thi trên cọc gỗ. Vị tiên sinh cách lan này, tối hôm qua cầm theo thanh đại kiếm của hắn tới cửa nói muốn giết ta. Xuất phát từ tự vệ, ta chỉ có thể giết chết hắn. Về điểm này, tiên sinh lôi địch có thể làm chứng. Phải không? Tác bác ni rướng mày. Đây thật là một chuyện khiến người ta không vui hy vọng không ảnh hưởng đến tâm tình và đấu khí của tiên sinh càng kình trong trận quyết đấu hôm nay. Càng kình cùng tác bác ni đi về phía linh đường. Cảm ơn thành chủ đại nhân quan tâm. Sau khi xuất phát từ tự vệ bị ép phải giết chết tiên sinh cách lan, không biết vì sao tâm tình của ta hình như khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, chúc trận quyết đấu của tiên sinh càng kình ngày hôm nay có thể đạt được kết quả tốt. Tác bác ni cười khang vài tiếng, lại lén nhìn trộm về phía này thi thể cách lan bị treo ngược trong lòng vẫn không bớt kinh ngạc. Hắn làm thành chủ đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy qua người tuổi trẻ nào bá đạo như vậy. Ra tay giết người còn chưa tính, không ngờ treo ngực người đã giết chết lên, đợi phía quyết đấu đến. Ẩn dưới sự khiêu khích này chính là tự tin và lá bài tẩy di. Lôi địch dẫn theo mấy người cổ nguyệt gia anh từ hậu viện đi ra, gặp tác bác ni thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hai bên dựa theo tình trạng bình đẳng cùng nhau ngồi xuống ghế thi thể trên cọc gỗ bị một thanh chiến đao chém làm đôi. Trên mặt đất mơ hồ thấy nội tạng. Bầu không khí trong viện có vẻ cũng không thoải mái. Gia anh mấy ngày không gặp, hình như càng xinh đẹp hơn. Tác bác nghi ngắm nhìn cổ nguyệt gia anh, trong lòng không ngừng tán thưởng. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này sẽ luôn khiến người ta sáng mắt. Bất luận là lúc nào, càng nhìn lại càng xinh đẹp. Nếu như không phải là con gái của lôi địch thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy bất kể thế nào, hắn cũng muốn ra tay đưa nàng lên giường. Cổ Nguyệt Gia Anh vẫn lãnh đạm như mọi ngày. Sau khi hành lễ gặp mặt trưởng bối xong, sông Nguyệt Loan đao nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cũng ngồi xuống. Tác bác Ni nhìn sông Nguyệt Loan đao này phát ra hàng quan sáng lóa, dục vọng trong lòng nhất thời giảm đi rất nhiều. Hắn âm thầm cảnh báo mình, nữ nhân trước mắt này nhưng không chỉ đơn giản là một mỹ nữ, nàng đồng thời còn là một chiến sĩ hàng ma cường đại. Trước đây không phải không có người đánh chủ ý vào nàng, kết quả lôi địch còn chưa ra tay, nàng đã trực tiếp cắt bộ phận đặc biệt của nam nhân kia xuống. Vị ma pháp sư này là Bích Lạc. Tác Bác Ni vội vàng chuyển lực chú ý nhìn về phía Bích Lạc. Ngày hôm nay nàng phải hợp tác với Càng Kình tiến hành quyết đấu. Ta rất kính nể bằng hữu có khí phách như nàng. Đây là quà tặng của cá nhân ta, không liên quan gì với thân phận thành chủ, hy vọng có thể giúp đỡ được nàng một chút trong trận quyết đấu tiếp theo. Hết chương 180. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.